Quý thính giả đang nghe tiểu thuyết Hận nghìn đời của nhà văn Lê Văn Trương truyền được phát trên kênh Cô Trinh. Phần 1 Có những cuộc gặp gỡ, nó đánh dấu cả một đoạn đường đời. Tôi còn nhớ hồi ấy, tôi làm một cái nghề kỳ lạ, buôn sái thuốc viện ở lục tỉnh, đêm bán sang sim. Cái nghề kỳ lạ ấy tuy nguy hiểm, nhưng nó có lắm chỗ thú vị. Thú vị nhất là một chuyến đã đem lại cho tôi hơn nghìn đồng bạc lãi ở trong một cái vali to sái nhất thuốc ti đấy là thuốc indian hồi ấy chưa có lô cổ mua chừng 5 đồng một lạng đem sang sim bán được 8 đồng rưỡi đến 10 đồng ai chẳng muốn làm nhưng sở dĩ ai cũng chưa thành ra tay buôn thuốc phiện lậu sang sim cả là vì bên sim người ta phạt tù những kẻ buôn thuốc phiện lậu như trộm cướp 5 năm 10 năm năm 15 năm, tùy theo số thuốc nhiều ít. Tôi sở dĩ không buôn thuốc, hay cũng buôn ít thôi là vì ở sim thuốc bán không mạnh bằng sái. Đất sim phần nhiều là khách, mà khách thì phần nhiều nghiện. Người nghiện phần nhiều thích hút sái. Thuốc viện ở sim cứ mỗi năm người ta đánh nhạc dần đi, nên không tốt sái máy. Vì cớ ấy, sự buôn bán của tôi phát đạt lạ thường. Mỗi năm, ít nhất, tôi làm ba chuyến tôi đại tải sái thuốc viện sang sim bằng nhiều cách. Có khi tôi dùng đường bể đi từ Reham Kaumen sang Penang. Có khi tôi dùng đường bộ đi xuyên sang Chanta Boun. Có khi tôi đi xuyên rừng sang Ba Chim. Nhưng đại để mỗi đường tôi chỉ có một lần. Năm ấy, người ta mới làm đường trải đá từ Sisophon đến ải địa đầu Araya. Ô tô có thể đi suốt từ Phnom Penh cho đến ải địa đầu của sim tôi tự nghĩ hay ta dùng con đường này vừa mau chóng vừa đỡ vất vả mới lần đầu chắc cũng chẳng ai khám xét kỹ quý hồ mình khéo đóng một vai công tử đi du lịch ấy thế là một hôm tôi trèo lên một chiếc xe thơ chạy từ phnom penh đi aranja tôi thừa một lúc khách đến đông mới xách vali lại tôi để trà trộn cái vali sái của tôi lên mua xe với các hành lý khác khiến cho người ta không thể nhận rõ cái vali ấy là vali của tôi. Các ngài chắc đã biết tại sao tôi phải đề phòng như thế. Để nhỡ, nhỡ có làm sao thì tôi đành mất của cho thoát lấy người. Tôi cắp một cái cặp ngên ngang và điềm tĩnh lên ngồi hẳn nhất. Mình ăn mặt bảnh như thế này lại là một tay có ruộng đất, một tay buông thóc to. Ai dám ngờ rằng mình buông thuốc phiện lậu, mà có ngờ thì mình cũng chối băng. Tôi móc thuốc lá đánh dìm Hút một cách ra dáng như ông Hoàng đi du lịch Thì một cái xe đổ Tôi liếc thấy một người cũng mang một cái vali lớn Và một cái cặp như tôi Nhưng người này lại giỏng dạc Gọi người tài xế phụ sách vali Để lên mui Chứ không lẫn lúc giấu giếm như tôi Thì họ có buôn lậu như mình đâu Người ấy cũng lên ngồi hẳn nhất Cũng đánh diêm hút thuốc lá vênh vang như một ông hoàng Tôi ngồi cạnh shopper Thì người ấy ngồi cạnh tôi hai ông hoàng ngồi cạnh nhau. Lúc bấy giờ trời còn tối, tôi không nhìn rõ mặt, nhưng hình như người ấy cũng ăn mặc sang trọng như tôi. Shopper là người cao men. Tôi nói rạc tiếng cao men trong khi trò chuyện với y, nên người ấy tưởng tôi là một chú khách. Mà tôi thì tôi cũng đinh ninh rằng có một chú khách ngồi cạnh tôi. Xe chạy, gió mát, phần bị dậy sớm, khách đi xe ai cũng ngủ gà ngủ gật. Chị duy có hai ông hoàng là không ngủ. Quái, mình có cái ách bên mình phập vòng không ngủ được, chứ thằng cha này sao cũng không ngủ kìa. Xe chạy đến con bông lưu ông thì sáng rõ. Lúc ấy tôi mới nhận thấy người ấy ăn mặc cũng giống tôi, áo sơ mi hở cổ, quần cộc kaki ăn lê vàng, vớ xịt bo, giày đế cao su. Nhìn đến cái mũ thì quái, cũng thứ mũ giả bán ở sim, hai vành như của tôi. Nhìn đến cổ tay thì quái Cũng đồng hồ mà kênh kiểu đức Người ấy hình như cũng nhận xét thấy như thế Nên mỉm cười Giá ai vô tình trông thấy chúng tôi Thì tưởng là hai anh em Xe đổ trước cửa cẩm Lệ ở Cao Men Xe chạy bao giờ cũng đi qua cửa cẩm để trình Thì một sự lạ Không hẹn mà nên Hai chúng tôi cùng móc thuốc lá đánh diêm Rồi cùng lấy dáng cho đỉnh đạt Như ông Hoàng Tôi thì tôi phải làm bộ ra như thế Để cho người ta khỏi nghi chứ thằng cha này thì việc gì mà cũng phải làm ra như thế bộ điệu của chúng tôi quả có hiệu nghiệm thật người ma tà hỏi thẻ khắp mọi người duy có chúng tôi là không người ta tin ở bộ áo và dáng điệu của chúng tôi xe chạy tôi bắt đầu để ý nhìn diện mạo để dò xét xem y vào hạng người gì thì cái nghề buôn lậu gặp ai mà chẳng phải để ý dò xét biết ai là chỉ điểm cho nhà đoan biết ai không nhưng quái anh chàng này không phải buông lậu Sao cũng dò xét mình Các ngài nên nhớ cuộc dò xét của chúng tôi kín đáo lắm nhé Sau cuộc dò xét ấy Thì hình như hai bên cùng nghi nhau Tôi nghi y Vì từ lúc nãy đến giờ Y không nói một câu nào Chỉ nhìn trộm Mà y nghi tôi có lẽ vì tôi nói nhiều quá Đến con bông cho Mọi người xuống ăn cơm cả Duy chúng tôi là không Tôi vì còn vướng phải trong coi cái vali Nên không đi Chứ y thì trong vali có vàng hay sao Mà cũng ngồi lì ra đó Tôi dở cặp lấy bánh tay xúc xích ra ăn Thì quái Y cũng dở cặp lấy bánh tay và xúc xích ra Nhưng khác một điều Tôi có mang theo một chai nước vít teo Mà y thì không Tôi móc túi lấy dao ra Thì y cũng móc túi lấy dao ra Quái Hai con dao giống nhau như đúc Một thứ dao của hẳn Saint Etienne Đủ cả dùi để mở hộp Mở bia nhưng cái đặc điểm là nó có một lưỡi dao lớn trong khi nguy hiểm có thể dùng là một khí giới phòng thân rất tốt tôi là kẻ đi buôn lậu cần phải dùng thứ dao săn ấy để phòng thân chứ y thì y làm gì mà cũng phải dùng con dao to như thế ăn xong tôi thấy y không có nước uống liền đưa chai nước mời y tôi dùng tiếng quảng đông mời y thì y cũng trả lời bằng tiếng quảng đông rất sỏi đúng là một người khách không nghi ngờ gì nữa Sáng sáng đi đâu Y hỏi tôi Tôi về Bắc Tam Bang Tôi cũng về Bắc Tam Bang Tôi thì phải đi tới Boybet, Bết. Ải đi đầu xứ Cao Men Giáp với Sim Hay nếu cần dùng Thì gần Boybet xuống rồi đi bộ Nhưng tôi nói dối như thế Tôi nghe Y nói vậy thì yên trí rằng Từ Bắc Tam Bang Mình sẽ không được hân hạnh đi chung với một người hành khách Ăn mặc giống mình Nhưng quái Sáng mai, Lúc xe thơ bắt đầu chạy Poi pet Thì tôi đã thấy y ngồi ở đấy rồi Mà một điều lạ Y cũng giống tôi Đều đợi xe lên đầu tỉnh Nghĩ là sau khi sở cẩm đã khám xe rồi Sáng sáng Bảo xuống bắt tam ban cơ mà Tôi lại có việc phải đi si sô phong Y mỉm cười Thế thì cũng giống tôi Rồi y nháy mắt một cách ý nghĩa Hay quá Si phong gần boy pet cũng thế Tôi chộp giả nhưng nếu y là chỉ điểm Cớ sao không hô bắt mình ngay khi ở Bắc Tam Bang Nghĩ thế tôi lại chấn định được ngay Xe chạy một quãng Tôi liền thả một câu ra để dò xét Đến si sô phòng Tôi có việc phải vào đồn thăm ông Đoan Sánh sáng làm ơn trong dùm cái vali hộ tôi một lát Cái thầm ý của tôi hình như bị y dò xét thấu Y liền trỏ người sót vơ Nhờ bác Tài trong dùm thì hơn Vì đến si sô phòng Tôi cũng phải đi có tí việc tôi cũng nhờ bác ấy trong hộ đấy cái tí việc của tôi cũng như cái tí việc của tiên sinh y nói xong lại mỉm cười ở si sô phòng thường thường có lính đoan chờ ở đấy để khám các xe đi lại tôi phải xuống vì sợ nếu họ khám ra thì lôi thôi đến mình tôi bụng bảo giả hay thằng này cũng như mình mà có lẽ thế vì đến chỗ nào có cẩm cò là nó cũng làm ra bộ đàng hoàng nó cũng không rời cái vali ra một bước trừ những chỗ nguy hiểm Tôi vừa định thả ra câu nữa để dò la Mà lần này tôi chắc thế nào tôi cũng biết sự thật Thì bỗng y vỗ vai tôi Nếu xanh sáng sợ tài xế trong côi không được cẩn thận Thì thôi, cái ti việc ấy chúng ta đừng đi nữa Có ai tò mò hỏi cái vali của ai á Thì tôi nhận cả là của tôi Như thế có phải cái ti việc ấy không cần đến nữa không? Đồng nghị, ông bạn đồng nghị Chúng tôi đã rõ nhau tôi mỉm cười Thế thì tôi nhận cả cho sánh sáng có tiền không Hạ tất phải để sánh sáng nhận Y khoa tây Rồi dúng vai Tôi không muốn thế Vì một lẽ rất thường Tôi chẳng thiết gì ở đời Xin sánh sáng cứ tin như thế Và đừng lấy làm lạ Thằng này điên Nó không thiết gì ở đời Thì nó đi buôn lậu làm gì Tôi đang lẫn vẫn Về cái ý nghĩ ấy Thì xe đến si sô phong y như rằng có hai viên chức nhà đoan một tay một cao men kéo đến để tôi nhận y nói thầm với tôi thế xe đổ tôi chưa kịp nói thì y đã xuống xe đúc hai tay vào túi quần đi bách bộ ung dung lắm tôi đã nhiều phen hiểu thế nào là nguy hiểm và đã nhiều phen bị bắt buộc phải làm ra ta đây chẳng sợ gì thế mà tôi cũng phải phục cái vẻ quá điềm tĩnh của y thằng này tài tử số một người tây vừa mới lấy cái roi gân bò gõ lên hai cái vali để trên mui thì y đã nói tiếng tây một cách tự nhiên hai cái vali ấy của tôi ngài muốn khám để tôi mở người tây đoan lắc đầu rồi nhìn qua một lượt không thấy có cái gì khả nghi liền cho xe chạy tôi cảm ơn sánh sáng sánh sáng sẽ không nói như thế nếu sánh sáng biết rõ tôi làm như thế là vì tôi chẳng còn quan tâm đến sự gì ở đời tôi làm mọi việc đều coi như trò chơi để tiêu khiển mà thôi tôi chẳng biết làm gì ở đời cho vui thì tôi tìm cách chơi nguy hiểm như thế y nói một giọng thành thực chứ không phải một cách làm bộ khoe mình đời người này giấu một sự gì bí mật từ đấy về sau mỗi khi đi buôn lậu tôi với anh cung cùng đi rồi một hôm tôi rủ anh cung về đồn điền tôi chơi thấy những sách vở tôi bày la liệt khắp buồng giấy anh cung nhìn ngắm một lát rồi bảo tôi anh giống tôi lắm Tôi chỉ còn hai cái thú, xem sách và buôn lậu. Hồi ấy tôi bắt đầu viết quyển 10 năm luân lạc, tôi đọc cho anh nghe, anh rất lấy làm ưng ý. Anh còn có mục đích làm giàu và viết văn, chứ tôi chẳng có mục đích gì cả. Tôi xem sách để tiêu khiển, mà tôi đi buôn lậu cũng để tiêu khiển. Khổ nhất á là sống ở đời không có mục đích. Vì tôi chẳng còn một lẽ sống gì. Mỗi khi về Sài Gòn, anh cùng đều rủ tôi đi chơi anh cũng uống rượu, cũng hút thuốc viện. Nhưng anh uống rượu và hút thuốc viện cũng như anh đọc sách và đi buôn lậu, để cho qua ngày. Một điều lạ là tôi rủ anh đi chơi phì phà muối hay đi đâu, anh cũng đi. Nhưng anh chỉ nói chuyện nhảm nhí một lúc rồi quay ra gãy đàn hay hát, chứ không bao giờ anh kiếm chát một cô nào cả. Tôi hỏi những nhà mà anh năng đến chơi thì họ đều nói với tôi như thế. Tuy anh không bao giờ tìm thú vật chất mà anh Chi cũng rất rộng. Chẳng những anh rộng rãi với các gái giang hồ, anh lại rất hào phóng đối với các bè bạn. Ai cần tiền là anh giúp ngay, ai trả thì trả, chẳng trả thì thôi, không bao giờ anh đòi. Đời anh thật là bí mật, hành vi của anh thật là kỳ lạ. Nhiều lúc tôi ngờ là anh liệt dương hay ái nam ái nữ, nhưng không, tôi dò xét kỹ thì anh không như thế. Đời anh thật là không dính líu với một người đàn bà nào Mỗi chuyến đi như thế Có lãi về Anh ăn tiêu với bè bạn Cho hết rồi lại đi Một điều tôi nhận thấy là mặt anh bao giờ cũng bọc một vẻ buồn Và cứ xem cách ăn ở của anh Thì thật anh chẳng cần gì hết Những cử chỉ kỳ quái Không ở trong khuôn khổ thối thường ấy Làm cho tôi khó chịu quá Một hôm tôi không giữ nổi tính tò mò Tôi hỏi anh Tôi còn nhớ hôm ấy ở nhà mụ Tài Phong Chung quanh chúng tôi toàn là những cô ả xinh tươi Từ 15 đến đôi mươi là cùng Sau khi tìm mấy điếu thuốc viện cho anh hút Tôi gợi chuyện Chúng nó gọi anh là cậu đồng trinh Đúng lắm Mà chính tôi cũng lấy làm lạ Gần gái đẹp như thế này Sao chẳng bao giờ anh động tâm cả Tôi trông anh khỏe lắm Tôi khỏe mạnh Và chẳng có một ám tật gì Nhưng sở dĩ tôi không yêu gái á, Là vì lòng tôi đã chết Lòng anh chết Chứ xác thịt anh có chết đâu Lòng đã chết Thì nó giết luôn cả xác thịt chết theo Anh ngồi nhõm dậy Tôi trông anh lúc ấy thật là buồn thảm Nét mặt xanh tái Hai mắt lờ đờ Một vẻ thất vọng hiện lên rõ rệt Ở đôi dao mi cao có Và ở tảng tráng rạch đầy những đường nhăn Bây giờ tôi sợ dĩ không thể chung chạ Với một người đàn bà nào Là vì xưa kia tôi đã quá yêu một người đàn bà Người ấy Ngày nay đã chết nhưng sống ở trong lòng tôi. Tôi không muốn làm ô uế cái hình ảnh thiên liêng ấy. Tôi không thể làm nhơ nhút cái kỷ niệm thần tiên của người yêu. Rồi anh giơ tay, đưa đi đưa lại một cách chán chường. Tôi đã biết một nàng tiên, bây giờ tôi không thể gần một người phàm. Chứ có phải tôi không đủ điều kiện để yêu gái đâu. Anh đã có một mối tình tuyệt vọng. Tuyệt vọng à? Hơn tuyệt vọng nữa Người ấy chết đi đã đem theo hết những lẽ sống của tôi xuống dưới nấm mồ. Tôi ngày nay, sợ gì phải sống, là vì người ấy lúc chết trối trăng lại, bảo tôi phải sống. Chứ không thì... Thôi, anh đừng hỏi nữa, để bao giờ có dịp, tôi sẽ nói rõ cho anh hay. Rồi anh cung, nằm vật xuống giường nhắm mắt lại, như để sống lại cái dị phản. Thật đúng như lời anh nói với tôi. Anh là một người chết, trong đám người sống năm tháng qua tôi mãi bận về kế sinh nên chưa có dịp đến bắt anh cung kể câu chuyện bí mật của đời anh cho tôi nghe thì bỗng một hôm tôi nhận được một bức thư của bạn cho mời đến ngay có việc cần tôi đến đã thấy mấy cái vali để đấy bạn bắt tay tôi rồi bảo tôi có việc phải đi xa một thời hạn rất lâu và cũng chưa biết sống chết thế nào bởi ai bạn có thể nói trước được với ngày mai Tôi xin đem hai ngày còn lại ở xứ này Kể cho anh nghe cái đời tôi Và khối tình nó đè triểu trên tim tôi Rồi tôi nhờ anh viết thành sách Để gọi là Anh muốn gọi là để làm gì thì làm Nhưng tôi yêu cầu anh Phải viết ra và viết cho đúng Anh là người bạn thân yêu nhất Tôi xin giao cho anh cái trách nhiệm thiêng liêng ấy Anh có hiểu tại làm sao Tôi phải kể cả cái đời tôi cho anh biết không vì có biết rõ cái đời ấy mới hiểu được mối tình ấy, mà có hiểu được mối tình ấy mới hiểu những hành vi của tôi, những hành vi của đời người cứ liên tiếp nhau như những cái vòng của một dây xích, thiếu một vòng thì tôi hiểu cái luật nhân quả ấy rồi, anh cứ kể đi. Tôi còn nhớ năm 1920 là năm tôi 17, tôi đang ngồi ở dưới nhà ngang thì nghe tiếng mẹ già tôi gọi. Có đứa nào dưới đấy, gọi thằng Ba lên đây. Tôi giật nảy mình vì thủa nay mỗi khi thầy tôi hoặc mẹ già tôi gọi đến tôi thì Phi phải đánh, tất phải chửi. Mà ít ra cũng phải nghe những lời đầy nghiến, đau đớn hơn là roi đòn. Nó là cái dùi lửa xiên vào lòng tự ái, nó thấm thía đến tim gan vì những câu đầy nghiến ấy nào phải chỉ riêng cho tôi. Còn móc máy đến mẹ tôi là người đã khuất bóng từ hồi tôi mới lên mười. Nghe tiếng mẹ già tôi gọi, tôi còn chưa dám chạy lên ngay vì lên ngay thì mẹ già tôi giết quân ăn cướp đi đâu mà vội vàng thế còn lên chậm thì đồ điếc rồi ngồi đau một rễ ra đấy gọi tám trong canh chưa thấy mặt mẹ tôi đã sớm mất ở cái gia đình này còn ai thương yêu tôi nữa còn tôi thì biết thương yêu ai bây giờ hồi ấy cha tôi đối với tôi lúc nào cũng gắt gỏng động một chút là đấm là tát là chửi là mắng Mẹ già tôi coi tôi như cây gai trước mặt Nào lườm nào mất Thôi thì sĩ vả không còn chỗ nói Anh cả tôi thì coi tôi như người dân Nhưng người dân tuy đối với mình Không yêu nhưng cũng không ghét Còn cái đồng tính đối với mình Mà nhạt nhẽo như người dân Thì phần thương đã không có Mà phần ghét bỏ lại tăng tiến lên nhiều Anh hai tôi năm ấy lên mười Kém tôi năm tuổi Vì là con mẹ già Nên tôi phải gọi bằng anh trong cái tuổi ngây thơ ấy linh hồn đâu đã có những điều hiểm độc nhưng vì thấy cả nhà ghét bỏ tôi nên cũng hùa theo nhiều lần chỉ vì anh hai tôi mà tôi bị lắm trận đòn nên thân hai chị tôi đối với tôi rất là ghẻ lạnh còn đầy tớ trong nhà cũng khinh khi tôi nốt vì tôi cũng gần như chúng nó mẹ già tôi gọi tôi tôi chờ đến cái thời kỳ vừa phải nghĩa là không gần lúc gọi mà cũng không xa lắm mới dám lên Thưa mẹ, cho gọi con Mẹ già tôi thấy mặt tôi Là đã đổ ghét Bèn ngoảnh bảo thầy tôi Đấy, nó đã vác cái mặt dày lên đấy Ông bảo gì á, thì bảo nó đi Tôi vẫn cúi mặt chưa dám nhìn Thầy tôi cũng chưa kịp nói gì Thì mẹ già tôi lại nói tiếp Bảo hộ với bảo hiết cái gì Năm nay đổ cái bằng tốt nghiệp chẳng qua Chó ngáp phải rồi Người gì mà mặt lúc nào cũng lầm lầm như chó ăn vụn bột Đầu tóc thì rũ rượi như đứa chết trôi thật là tức Có thể ứa máu cổ Tôi mà chạy chuốt Thì mẹ già tôi chửi là làm dáng còn để tóc không chảy Thì lại chửi là đứa chết trôi Đằng nào mẹ già tôi cũng chửi Ở vào cái cảnh tôi lúc bấy giờ Thật không còn biết thế nào là phải trái Tôi cho đời người rất nhiều cái khổ Nhưng không cái khổ nào Bằng lúc linh hồn bị vân vân Vất va vất vưởng Chẳng biết bám víu vào đâu Để tìm nguồn sống Có khi việc tôi làm là phải cho thầy tôi Mà lại không là phải đối với mẹ già tôi Cũng có lúc là phải đối với mẹ già tôi Lại không là phải đối với thầy tôi Tôi còn nhớ một buổi chiều ở trường thầy giáo dạy về luân lý Có khuyên học trò phải sạch sẽ Tôi yên trí lời thầy dạy là phải Sớm hôm sau thức dậy Tôi vội vàng ra ao Tắm rửa, kỳ cọ Vì mãi sạch sẽ quá Nên tôi tắm lâu Quên rằng không đánh thức anh hai tôi anh hai tôi chợt chạy trong đồng hồ Đã gần đến giờ đi học Mà chưa kịp rửa mặt Mặc quần áo Bỗng khóc vang nhà Mẹ già tôi đang ngủ chòm dậy hỏi Vâng Ai làm gì mà con khóc thế Giọng nói mới êm ái âu yếm làm sao Tôi còn nhớ mấy năm về trước kia Cũng có một người nói với tôi Bằng thứ giọng âu yếm Êm ái như thế Nhưng người ấy lúc bấy giờ đã chết Đau đớn mà chết ức uất mà chết tôi nghĩ đến lúc nào là ứa nước mắt nhưng tôi không có quyền khóc như anh hai tôi vì mỗi khi mẹ già tôi thấy tôi có nước mắt lại chửi rõ giống con đĩ mẹ mày động một chút là chảy nước đái ra vì tôi không muốn cho ai động đến linh hồn mẹ tôi nên tôi không khóc ra nước mắt tôi chỉ nuốt nuốt nước mắt cây cầu rất thường nhưng ý nghĩa rất chua cay tôi đã hiểu từ khi tắm bé từ khi mà những đứa trẻ con cùng tuổi với tôi còn đang vui đùa với con bướm ông Trăng. Anh hai tôi kể lễ, mẹ già tôi bèn gắt. Thằng ông ảnh kia, sao mày không đánh thức anh? Con u êm mắt lẻo tân công. Thưa bà, cậu ấy tắm giặt từ tờ mờ sáng đến giờ chưa xong. Mẹ già tôi đùng đùng nổi giận, ngồi dậy vấn tóc, vớ lấy cái phất trần ở vách vụt tôi tối thăm mặt mũi, vừa đánh vừa giết. Người không đáng đồng kể mà chải chuốt. Này, chải chuốt với bà. Này, chải chuốt với bà. Hôm ấy ra trường, tôi đầu bù tóc rối, mặt mũi lem nhem, thầy giáo liền bắn, "Sao hôm qua tôi dạy anh người ta phải ăn ở sạch sẽ mà anh để đầu tóc, quần áo thế kia? Anh là đứa học trò hư." Rồi thầy giáo lại vụt tôi chừng 10 thứ kẻ nữa. Đâu là chân lý? Chân lý lúc ấy đối với tôi chỉ là sự điểu giả và bất công của loài người sinh vào một gia đình nào mà cha mẹ biết lấy cái tình thiêng liêng mà cảm hóa lòng ta, biết lấy cái ý trí sáng suốt mà dẫn dụ cho ta. Đó là hạnh phúc đệ nhất của niên thiếu. Đối với tôi, hạnh phúc ấy đã không có. Người ta đã chẳng dẫn dụ, chẳng yêu thương thì thôi. Người ta lại kiếm hết cách làm cho linh hồn tôi ung độc. Một vết thương ở linh hồn lúc còn ấu trĩ, nào có phải một trận gió thoảng qua một cơn giông đổ lại bảo mau mau cùng với thời gian qua mà tiêu tán nó in sâu vào tim gan nó thâm nhập vào cốt tủy đấy cái lý do mà bạn bè tôi trong thường bảo tôi giống con Cú sầu vạn niên tôi kể đến đâu rồi nhỉ đến chỗ mẹ già anh gọi anh lên rồi đang giết anh tôi đang tê tái vì những lời giết của mẹ già thì thầy tôi bảo thầy định cho con ra hà nội học vậy từ nay đến hết hè con phải cố học để thi vào trường bảo hộ ra hà nội học một điều bấy nay tôi không hề bao giờ dám mơ tưởng đến tôi nghe thầy tôi nói mà choáng váng cả người tôi vẫn đinh ninh rằng đường công danh tôi đến cái bằng tốt nghiệp là cùng ai ngờ lại có sự may mắn ấy tôi mừng quýnh vội quả quyết trả lời ngay thầy cho con ra học con xin cố rồi quay sang thấy mẹ già tôi có vẻ bất bình tôi liền nói thêm Thầy mẹ có bụng thương cho con đi học thêm Con xin cố Nhưng vị tất Con đã thi đậu vào trường bưởi được Mẹ già tôi nói một giọng chế nhạo chua chát Phải học mà làm ông tham ông phán Tham phán thì ấm vào xác Chứ bà đây bà chẳng thèm nhờ Tôi nghẹn họng không biết nói làm sao Anh cả tôi ngồi một bên trường kỹ Nhìn tôi một cách khó chịu rồi bảo Chú ấy có tài thì chú ấy đổ Hơi đâu mẹ nói lôi thôi Giọng nói chứa đầy sự tức tối giận dỗi Chỉ rình cơ hội để trút bớt ra Thì chẳng may cho con mực Nó đang ở đâu bỗng đâm choàng vào gần chân anh tôi mà nằm Anh tôi mắm môi đạp con mực kêu cái oẩn Gớm, chó cũng muốn sang Cứ lên chỗ cao ráo mới chịu nằm Vì tôi thành con mực phải đánh oan Cái thân tôi lúc ấy còn khổ hơn con mực Con mực còn được yên ổn sống coi nhà Chứ tôi có được yên ổn sống như nó đâu tôi xuống nhà Trên nhà còn xì xào to nhỏ Chắc là chỉ có nói chuyện tôi Mà toàn là những chuyện không hay cho tôi cả Tôi tuy không nghe Nhưng cũng đoán rằng mẹ tôi và anh tôi Đừng bới lòng tìm vết để nói xấu tôi với thầy tôi Mỗi khi những cử chỉ ấy Làm cho tôi buồn rầu lắm Nhưng hôm ấy thì không Hai chữ Hà Nội như đã cuốn hút hết sầu não Mà vứt đi Tôi tưởng tượng đến một tỉnh thành rực rỡ và sự tự do của tôi ở trong cái tỉnh thành đầy hoa mộng ấy. Tôi chưa được ra Hà Nội bao giờ. Tôi còn nhớ năm nào mẹ già tôi, hai anh tôi, hai chị tôi đi Chùa Hương về nói chuyện Hà Nội. Nào nhà ngói như Bắc Úc, đường đi như bàn cờ. Nào nhà hát, nào xe điện, nào cao lâu, nào hồ gươm, nào hàng đào con gái đẹp như tiên nào hàng ngang những chú khách béo như chum, nào hàng bồm, thơm ngát những mùi xá xíu và lê, táo, còn vô số là những thú vui. Lại nói đến chợ Đồng Xuân, kẻ bán người mua như nêm cối, ăn cắp như rươi. Nói đến ăn cắp, tôi ngớ ngẩn hỏi u già. Ở Hà Nội cũng có ăn cắp ư? U già chỗ mỏ có vẻ trân trọng bảo tôi. Cậu chưa biết, kẻ cắp chợ Đồng Xuân nó nhanh như cắt tiền thắt vào dùi tượng. Nó cũng cắt được Ngoảnh đi ngoảnh lại Vô ý một tí là mất ngay Cậu bao giờ được đi Hà Nội Có cái gì phải coi chừng không nó lấy hết Làm thế nào mà biết được là ăn cắp Nó cũng ăn mặc lôi thôi lết hết như cậu Câu nói của U già làm cho tôi chán ngán Tôi ngoảnh lại ngắm thân hình Quần vải liệm một manh vá ống Áo vải tay thăm rách tay Cây mũ rươm của anh cả tôi cho đã cũ Có cái gì đáng tiền mà sợ ăn cắp lấy U già nhận xét đúng có lẽ ăn cắp trông thấy tôi Nó cũng tưởng tôi cùng một phường với chúng nó Tôi nghe lõm những học trò đi học ở Hà Nội về Nói con gái hàng ngang hàng đào Đẹp và lịch sử lắm Các bà mẹ ông thông ông phán ở tỉnh tôi Chỉ ao ước cho con lấy được vợ hàng ngang hàng đào Nhưng ít ai được cái vinh dự ấy Bà Điều Liêm Người tỉnh tôi cưới vợ cho con Là người hàng đào Đón dâu bằng những 6-7 chiếc ô tô Pháo đốt tưởng chừng như vỡ tỉnh Ai hỏi con dâu bà người đâu Thì bà nói một cách vên váo Cháu người hàng đào Tự đấy Nói đến con gái hàng đào Là tôi tưởng tượng ngay đến những thiên kim tiểu thơ Da trắng như trứng gà bóc Vàng đeo đầy mình Chân tay nõn nà như ngọc Miệng cười tươi như hoa Cứ tưởng tượng gần ấy cái đẹp đẽ Tôi đâm ra hy vọng hảo huyền Rồi tôi tưởng tượng Tôi cũng đổ ông phán Tôi cũng lấy con gái hàng đào Nhưng ngán thay trận gió độc địa thổi qua làm bay tà áo tôi trông thấy cái áo vải thăm cũ rít tôi liền bị mất hứng ngay hà nội tôi sẽ về hà nội tôi sẽ được xa cha xa mẹ già xa anh em là những người coi tôi như cựu thù này cái hy vọng công danh còn mịt mù chưa biết nhưng được xa nơi ngục hình này lòng tôi rất lấy làm khoan khoái trước khi kể những chuyện xảy ra tôi tưởng cần phải nói cho anh biết qua về gia thế tôi Cha tôi quê ở Hà Đông, con nhà nho, nhưng thời buổi tay tàu, bút nghiêng đành xếp xó. Việc tảo tần mặc một tay mẹ già tôi. Mẹ già tôi người đanh thép, buôn bán đảm. Xét thấy việc làm ruộng ở nhà quê vất vả, chẳng lợi lộc là bao. Mẹ già tôi khuyên thầy tôi bán hết ruộng, lấy vốn lên Bắc Giang buôn bán. Tỉnh Bắc Giang lúc ấy mới mở, kẻ buôn bán còn ít, mà dân quê ngu dốt phần nhiều. Nên trong hơn 20 năm đặt đổi, và cho vay mượn, Nhà tôi đã trở nên giàu có Vì nhà nhiều việc lại neo người Nên mẹ già tôi Định lấy nàng hậu cho thầy tôi Để giúp đỡ công việc Nàng hậu Hai chữ nàng hậu Cứ nghĩ đến là tôi ghê mình Ông ngoại tôi mất sớm Bà ngoại tôi đem mẹ tôi và cậu tôi Lên lục nam buôn bán Mẹ con tạo tận Hôm sớm nuôi nhau Dẫu chẳng sung túc Nhưng lần hồi cũng đủ ăn tiêu Cây cảnh mẹ quá con coi được như thế cũng tạm lấy làm mát mặt Nhưng chẳng may đánh năm mẹ tôi 17 tuổi Vì cậu tôi ốm rồi dấp luôn vài việc Thành ra xa xúc Bà ngoại tôi có vay mượn của mẹ già tôi ít nhiều Mẹ già tôi xem tình thế bà ngoại tôi không thể trả được Mà xét thấy mẹ tôi là người nết na hiền hậu Bèn tính cách, mất của thì ta lấy người Mẹ già tôi liền dỗ ngọt bà ngoại tôi Cụ chẳng may, phải lúc vận áo xám, buôn bán thua lỗ lại túng thiếu thôi thì cụ cho em nó về ở đây với tôi cho có chị có em rồi tôi giúp thêm cho cụ ít vốn mà buôn bán may ra trời trong lại biết đâu nuôi con những ước về sau bà ngoại tôi trước còn không nghe sau tình thế quẩn bách quá bèn bàn với mẹ tôi mẹ tôi thấy mẹ già thiếu thốn mà em trai thì không chỗ nương dựa nên cũng liều nhắm mắt để cứu phản vận nhà một hôm, mẹ già tôi và vài người nữa đi ba cái xe lên lục nam đón mẹ tôi về. Thế là mẹ tôi đương là con gái yêu quý của bà tôi. Người chị hiền của cậu tôi đã phải xả thân vào làm tôi tớ nhà người. Từ đây, cái đời mẹ tôi đã gặp bao nhiêu cơn mưa gió phủ phàng. Ông ngoại tôi trước kia làm ông đồ nên cũng dạy mẹ tôi được ít nhiều chữ nghĩa. Cũng bởi mẹ tôi là người thông minh, lại lắm tình cảm nên những cảnh ngứa ghẻ đòn ghen Lại càng làm cho mẹ tôi đau đớn Từ hồi tôi lên sáu Là hồi tôi đã bắt đầu có trí nhớ Thì những sự ngược đãi của mẹ già tôi Đối với mẹ tôi Đã khiến tôi phải não lòng Chẳng biết trước kia ra sao Nhưng đại để Chắc cũng là những cảnh tượng thê thảm Bữa cơm thì mẹ già tôi cho tôi cùng ngồi ăn Nhưng bắt mẹ tôi phải đứng quạt hồ và xới cơm Tôi còn nhớ một hôm đang ngồi ăn tôi bỗng thấy một con sâu đo lẫn vào bát canh cải tôi đã gấp gần bỏ vào miệng mới thấy tôi sợ hãi la ầm lên nếu tôi có biết vì câu nói ấy mà mẹ tôi bị tàn tật thì con sâu đo kia dù ghê gớm đến đâu tôi cũng có can đảm nuốt nó đi trông thấy con sâu mẹ già tôi liền hỏi đứa nào nhặt rau thưa bà con mẹ tôi vừa nói dứt lời thì liền bị một bát canh nóng sôi đổ táp ngay vào mặt Tôi thấy cách cử chỉ tàn nhẫn của mẹ già tôi Đối với mẹ tôi Lại thấy thân hình mẹ tôi lúc bấy giờ Thật là tiều tụy Đầu tóc bù rối Hai mắt nhắm nghiện Lại tự nghĩ vì mình mà gây ra cái thảm kịch ấy Tôi vừa tức vừa thương Vừa hối hận Trong một khắc đồng hồ ấy Người tôi sôi nổi không biết bao nhiêu cảm giác Tôi trợn trắng mắt nhìn mẹ tôi Rồi ngất người đi Tôi ốm không biết mấy tháng Đến khi tinh thần tôi đã lại tôi đã biết phân biệt các sự vật xung quanh mình tôi thấy một người đàn bà da mặt nửa trắng nửa đỏ một bên mắt sâu như cái lỗ đáo còn một mắt đăm đăm nhìn tôi mới âu yếm dịu dàng làm sao hình như hào quang của hai con mắt nhập vào làm một nên mới có những tia sáng chói lọi tỏ rõ như sự thương yêu một cách rõ rệt đến thế người ấy là ai nội nhà này có ai là người thương tôi đến thế có ai nhìn tôi bằng một con mắt âu yếm như thế tôi bỗng nhớ đến bác canh cãi con sâu đo người ngồi đó tức là mẹ tôi nhưng sao thân hình tiều tụy thế cái mặt trắng trẻo hiền hậu xưa kia sao bây giờ trông ghê cướm thế đôi con mắt bồ câu nhô mì sao hỏng một tôi bỗng hiểu lòng tôi chan chứa xót thương tôi tung chan ra vùng dậy tôi ôm lấy cổ mẹ tôi hôn lấy hôn để rồi tôi ôm ghì lấy mẹ tôi sẽ gọi chị hai chị hai của em chị hai tại làm sao người đứt ruột đẻ ra tôi tại làm sao người nuôi nấng tôi trong khi xài đẹn tại làm sao cái người khi tôi buồn thì buồn khi tôi ốm thì lo khi tôi cười thì vui vẻ cười theo tôi khi tôi khóc thì âu yếm dỗ dành tôi mà tôi không được quyền gọi bằng mẹ mà tôi lại phải đem cái tên quý hóa ấy đi gọi con người chỉ tìm cách hành hạ và làm cho đau đớn cái người đã sinh ra tôi sự trái ngược ấy tự trời đặt ra hay tự cái tập quán xấu xa của xã hội gây nên tôi nhìn rõ sự giả dối của xã hội tự đấy tôi ghét cái lao tù trưởng giả tự đấy lao tù thật lao tù thành kiến lao tù chứa toàn sự bất công hèn hạ độc ác giả dối ích kỷ mẹ già tôi có quyền gì bắt tôi phải gọi bằng mẹ có phải chỉ vì có tiền bỏ ra mua mẹ tôi mà có cái quyền ấy không? Mẹ, mẹ, chữ ấy hồi bấy giờ đối với tôi thật là vô nghĩa. Tôi gọi mẹ cũng như tôi gọi con chim cây mũ, cây áo, chẳng có cảm tình gì. Tôi mới yếu khỏi, nên ghi của mẹ tôi một lát đã đuối sức mệt nhoài ra, thở hồng học. Mẹ tôi sẽ bế tôi đặt xuống giường, rồi nhìn tôi chồng chọc, chọc, rồi ở trên mí mắt kia có một giọt nước mắt hiện lên rồi giọt nước mắt ấy cứ từ từ mà chảy xuống má tôi có lẽ vì thấy tôi sống sót mẹ tôi mừng mà khóc hay thấy tôi gầy còm như con mắm mà khóc sau đấy một ít lâu u già kể chuyện cho tôi biết trong khi tôi ốm thập tử nhất sinh thầy thuốc nói không còn phần nào phần sống thì mẹ tôi đã thắt cổ tự tử sau người nhà biết hô hoáng lên cứu chữa mãi mới khỏi có lẽ mẹ tôi đinh ninh rằng tôi chết thì cái nguồn an ủi cuối cùng, cái lẽ sống độc nhất đã mất. Còn kéo dài cái đời sống khổ sống não ra làm gì? Mẹ già tôi đánh mẹ tôi luôn, lắm trận thật đau, nhưng không khi nào mẹ tôi kêu phan khóc lóc cả. Khóc cũng khổ, mà không khóc cũng khổ. Khóc thì mẹ già tôi chửi bù lu bù loa, bảo rằng định gieo vạ, mà không khóc thì giết, mắt răng ráo đằng nào mẹ già tôi nói cũng được nhiều đêm tôi nằm thấy hai má tôi ướt ướt thì ra nhiều đêm thanh vắng mẹ tôi nghĩ đến nguồn cơn mẹ tôi bùi ngùi thương thân ôm tôi mà khóc mỗi khi tôi thấy mẹ tôi khóc tôi chỉ ôm chặt lấy mẹ tôi mẹ tôi lại vuốt ve tôi rồi tiếng khóc cũng im dần mẹ tôi chỉ vì tôi mà sống nếu không có tôi thì cảnh tình ấy bước sang cõi đời khác chẳng là đỡ thảm đạm và nhục nhằn hơn là sống khổ, sống sở như thế sao? Có tôi, mẹ tôi phải cố nuốt hận mà sống để đem lại cho đời tôi một chút an ủi. Đời sống của mẹ tôi là những tràn ngày nhẫn nại và hy sinh. Tôi còn nhớ mãi cái thảm kịch gây ra bởi con sâu đo, cũng như tôi còn nhớ mãi cái thảm kịch gây ra bởi con quay. Hồi ấy, tôi lên chính, anh tôi lắm đồ chơi lắm, mà tôi thì chẳng có một thứ gì nổi các thứ đồ chơi của anh tôi Nào ô tô, nào tàu hỏa, nào búp bê Tôi chẳng ưa thứ nào cả Chỉ thích nhất con quay sừng Mỗi khi tôi thấy anh tôi quấn dây Rồi xoay mình vương vai đánh Con quay nó vùng vụt ở trong tay bay ra Quay tích thò lò Tiếng kêu vo vo Nó chạy, nó lượn, nó mới đậu làm sao Tôi ao ước Giá tôi cũng có một con quay sừng như anh tôi tôi đương chăm chú nhìn con quay thì ở đằng xa mẹ tôi cũng chăm chú nhìn tôi mà có lẽ mẹ tôi đoán biết sự mong ước của tôi bởi vì chỉ có người mẹ mới thấy biết những bí ẩn của lòng con chỉ có những người nào thương yêu nhau mới tỏ rõ tâm sự nhau tôi chạy lại vồn vã bảo mẹ tôi em thích con quay sừng kia quá chị hai mua cho em một con nhé chị hai làm gì có tiền hả em Riêng mẹ tôi nói có vẻ buồn rầu, thất vọng. Vật thử con quay sừng kia, chỉ có một hào bạc, mà không làm sao kiếm ra để mua cho đứa con cưng được vui lòng. Tôi nghe mẹ tôi nói, ngoảnh mặt nhìn con quay mà tôi cũng buồn. Hồi ấy, tôi còn đi học chữ nho. Một hôm tôi đi học về, mẹ tôi đưa cho tôi một con quay. Con quay này không phải là con quay sừng, cũng không phải là con quay tiện. Nó chỉ là một con quay đẻo, mà lại là con quay mẹ tôi đẻo cho tôi tôi đánh dẫu nó không tích không đậu bằng con quay của anh tôi nhưng tôi yêu quý nó hơn hết cả các con quay sừng ở trên trần thế tôi có con quay thích quá lúc nào cũng đánh ngoài sân sau vườn dưới bếp nhà ngang mẹ tôi nhìn tôi đánh quay thấy tôi vui sướng mà mẹ tôi cũng vui sướng mẹ tôi vui sướng cái vui sướng của tôi một hôm ở trong bếp Tôi muốn khoe tài với mẹ tôi Tôi bảo Em đánh quay giỏi lắm Để em đánh cho chị hai coi Rồi tôi quấn dây Giang thẳng cánh Bổ một cái thật mạnh Thì ôi thôi Cái dây vướng phải rổ bát đĩa Lôi đổ sụp xuống Kêu đánh ầm một tiếng Bát đĩa vỡ tung tóe Tôi tái xanh cả mặt Sợ rung lập cặp Mẹ già tôi đang quét tước ở trên nhà ngang Sòng sọc, sọc chạy xuống hỏi Đứa nào đánh vỡ gì thưa bà tôi rót nhỡ tay mẹ tôi nói chưa dứt lời thì mẹ già tôi túm lấy đầu dầm xuống sẵn cái chổi cầm tay đánh túi bụi mẹ tôi thấy tôi bé nhỏ không nỡ để mẹ già tôi đánh tôi nên nhận cái lỗi của tôi làm lỗi của mình để chịu đòn thay cho tôi từ ấy tôi không đánh quay nữa mà tôi thấy ai đánh quay tôi cũng chẳng buồn nhìn nhưng con quay mẹ tôi đẻo cho tôi tôi không đành lòng vứt nó đi tôi giữ Tôi giữ mãi cho đến ngày nay để kỷ niệm cái đời đau đớn và lòng hy sinh của mẹ tôi đối với tôi. Năm tôi lên 10, mẹ tôi ốm. Một là vì thuốc thang hay là vì buồn rầu, lo nghĩ quá mà bệnh một ngày một nặng. Rồi một ngày kia, đi qua cầu chợ thương, một cái đám ma chỉ lơ thơ vài người đi đưa. Và chỉ có một thằng bé con mặc đồ trắng. Thằng bé không khóc, nó rủ rượi đi theo chiếc áo quan cúi mặt nhìn xuống đất. Lâu lâu lại ngẩn đầu lên nhìn cái quan tài Không biết lúc ấy trong đầu nó nghĩ những gì Nhưng trong mắt nó thì cũng đủ rõ toàn những buồn thảm Nó nghe thấy người đi được thì thầm Ồ, đam mà không có người chống gậy nhỉ Có con dai đâu mà chống gậy Thằng bé ngơ ngác nhìn người đi xem Rồi nó tự hỏi Làm sao nó không chống gậy cho mẹ nó Ai cấm nó không cho nó chống gậy cho mẹ nó đã buồn thảm Nó lại buồn thảm thêm Đám ma đến nghĩa địa Nó thấy một cái hố sâu sâu rộng rộng Rồi mấy người đem cái quan tài của mẹ nó đặt xuống Lấy xẻng lắp đất lên Nó ngơ ngác rồi nhảy choạng xuống ôm lấy cái quan tài Hình như nó muốn lấy cái thân thể bé nhỏ của nó Để che chỗ của mẹ nó Khỏi bị sự vùi lấp của loài người Nó ôm ghi lấy cái quan tài Nhưng quan tài to Tay nó ngắn Ôm làm sao cho sỉ Lúc ấy nó mới khóc Nó khóc nhiều lắm Nó khóc đến mất cả tiếng Người ta nhảy xuống lôi nó lên Nó gầy như cái que Sức vóc là bao Nó bị người ta lôi sền sệt như con ếch Thằng bé thấy hình như một nửa người nó rời rụng Chết hẳn đi Rồi chạy vào trong quan tài nằm chung với mẹ nó Nó thấy hình như ruột gan tan nát ra từng mảnh Đầu óc như vỡ nát Người ta vớt nó lên xe đem về nhà lúc nào cũng không hay từ đây thằng bé đã nhút nhát lại nhút nhát thêm đã ít nói lại càng ít nói vết thương của linh hồn hình như lúc nào cũng hiện ra trên sắc mặt tai tái của nó rồi ngày hai buổi nó đi học lủi thủi đi lủi thủi về như con chó người ta chặt đuôi nó chẳng chuyện trò với ai ai gọi thì nó thưa ai hỏi thì nó trả lời trẻ con người ta khi đi đường thì trông ngang trong ngửa nó chỉ cúi gằm mặt mà đi hình như trước mặt nó lúc nào cũng hiện ra một nắm mồ hình như có cái gì nặng đè trĩu lên cổ nên nó không cất đầu lên được tình cờ một hôm nó đi học về nó thấy u già cầm một cái lược và một mớ tóc rối u già thấy nó liền dơ bảo cái lược và mớ tóc này là của cô mai bà thấy ở mái nhà bảo tôi đem vớt đi xưa nay thằng bé ăn đói rất vụng sau hôm ấy nó lại ứng khẩu nói được khéo thế U già đưa em xem Rồi em vứt giùm hộ U U già đưa cho nó Nó cầm đến nắm tóc tơ hơi hung hung đen kia Rõ ràng là tóc của mẹ nó Nó bỗng xúc động trào nước mắt Nó giả lãng ra sau vườn Để U già yên trí là nó đem đi vứt Nhưng kỳ thực Nó giấu tất cả vào trong túi nó Rồi một hôm vắng người Nó ra sau vườn Nó đào một cái hố thật sâu nó đem nắm tóc của mẹ nó vùi xuống. Giá lúc ấy có ai tò mò trong trọm thì thấy một cảnh tượng rất nực cười. Một thằng bé, trong cây gậy cuối lom khom, đi chung quanh một đống đất nhỏ. Thằng bé làm gì? Thằng bé chống gậy cho mẹ nó, bởi vì trước kia người ta đã cấm nó, nên nó phải giấu. Ngày ngày đi học về, thằng bé thế nào cũng phải chạy ra sau vườn thăm nom đống đất. Nó vung, nó đắp, nó trồng cỏ lên bởi vì trong ý tưởng ngây thơ của nó cây mã này mới chính thực là cây mã của mẹ nó nó đã lấy tấm lòng làm con xây đắp nên thế rồi không biết tại làm sao một hôm mẹ già nó biết mẹ già nó sai thằng bếp lấy cuốc đào lên vớt bỏ cả đi thằng bé đứng trong tưởng chừng như những nhát cuốc kia cuốc vào ngực nó mẹ đã tuy chết nhưng vẫn còn sống ở trong lòng nó Mỗi khi nó đem cây lược của mẹ nó ra ngắm nghía Nó chảy lên tóc nó Thì nó lại tưởng như bàn tay nõn nà của mẹ nó vuốt ve lên đầu nó Nó giữ cây lược rất cẩn thận Cũng như nó đã giữ con quay Vì đời nó chỉ còn hai cái kỷ niệm ấy Là nhắc nhở cho nó một vài phút sống êm đềm và ấm áp Đã gần đến ngày học trò thi vào trường bảo hộ Tôi cũng xếp hành lý để đi thi Nói đến hành lý mà chán ngắt Ít quyển sách Vài bộ quần áo cũ của anh cả tôi không mặc nữa Nên đem chữa cho tôi Có lẽ từ bé đến giờ Tôi chỉ toàn mặc quần áo thừa của anh tôi Tôi lấy một cái hộp kính cẩn Để con quay và cái lược vào Rồi tôi đem giấu ở đấy chiếc vali nan Thực quyết chí chuyến này ra Hà Nội Thì đổ hay không đổ Tôi cũng không về nữa Ngày ấy tôi đã lớn Tôi thấy những cách quá tàn ngược của gia đình đối với tôi tôi không thể nào chịu nổi bốn phương đâu chẳng là nhà con người ta hãy có can đảm có nghị lực và thứ nhất có chí tiến thủ lại có thể chịu đói rét thiếu thốn kham khổ được thì đi đến đâu mà chết đói cái chi bỏ nhà ra đi phát sinh trong óc tôi đã lâu nhưng chưa có dịp được thực hành ngày nay tôi sắp từ bỏ cái nhà này bước chân ra đi tôi sực nghĩ đến phần mộ mẹ tôi mà có lẽ từ nay không bao giờ tôi còn trông thấy nữa. Tôi quyết đi thăm một lần trước khi vĩnh biệt. Tôi đi thăm mộ mà tôi chẳng đem hương, đem vàng gì. Nhưng có vàng hương nào khiến cho mẹ tôi vui lòng bằng những yêu kính thiết tha tôi ấp ủ ở trong lòng. Đứng trước mộ mẹ tôi, tôi không thể không tưởng tượng đến những sự đọa đầy mà mẹ tôi đã phải chịu. Không thể không nhớ đến tấm lòng yêu tha thiết của mẹ tôi đối với tôi có lẽ nhiều người lúc còn nhỏ sung sướng hơn tôi nhưng vì tất ai được một người mẹ yêu quý như là mẹ tôi đã yêu quý tôi thảm thiết cho lòng tôi hơn nữa là tôi không phải là kết quả của một cuộc ái tình tôi chỉ là kết cấu của một nhục dục đê hèn mẹ tôi khổ sở mà sinh ra tôi đau đớn mà có tôi do thế cái kỷ niệm của mẹ tôi đối với tôi lại muôn phần thiết tha hơn tôi đứng trước mùa mẹ tôi tôi thấy như tôi bé lại Tôi tưởng chừng như mẹ tôi sống lại mà ôm lấy tôi như hồi nào. Tôi tưởng chừng như hồi nào mẹ con đang lủi thủi với nhau ở xó bếp. Cái xó bếp. Cái xó bếp. Và tiếng ấy hồi sinh lại bao nhiêu kỷ niệm êm đềm. Trước kia, mẹ tôi phải làm vần vật cả ngày. Mà cả ngày mẹ già tôi cứ long lên sòng sọc, sọc, nên không bao giờ tôi được đứng gần mẹ tôi cả. Chỉ có lúc buổi sáng là lúc cả nhà còn đương ngủ, mà mẹ tôi đã phải dậy làm lụng rồi là tôi mới được tự do âu yếm mẹ tôi mà thôi những thời khắc ấy là những thời khắc sung sướng nhất nên tôi không bỏ phí bao giờ trời rét như cắt ruột tôi thấy mẹ tôi dậy là tôi cũng bỏ dậy mẹ tôi cảm thế nào tôi cũng không nghe em ngủ nữa đi cho khỏe sáng còn đi học tôi phụng phịu không con dậy với chị hai cơ chị hai phải dậy sớm dọn dẹp Em dậy sớm làm gì? Em dọn dẹp với chị hai Em bé bỗng đã dọn dẹp được gì? Ngủ đi chóng ngoan Tôi cũng muốn là đứa con ngoan của mẹ thôi Mà tôi cũng lại muốn dậy sớm để gần gũi mẹ tôi Tôi kiếm cớ Cụ đồ bảo dậy sớm học chóng thuộc Em dậy em học Em quên chữ nào? Chị em nhắc em Ở dưới xó bếp Mẹ tôi ngồi đun nước Tôi lặng lẽ ngồi một bên tôi trong ngọn lửa cháy đỏ ối mà tôi vui tôi nghe tiếng củi nổ mà tôi sướng tôi nhìn bức tường đen kịch đầy những khói mà anh lửa chiếu mà tôi tưởng chừng như anh lửa vui cười vì tôi tôi coi những nồi niêu xanh chảo treo ở chung quanh như những người bạn rất thân đến mục kích và chứng thực cho sự sung sướng của mẹ con tôi tôi ngồi chòm chòm cạnh mẹ tôi chẳng biết mỏi biết chán là gì mẹ tôi bảo tôi học thì tôi cũng nghe lời dở sách học Chưa theo ý tôi thì cứ ngồi nhìn mẹ tôi Nhìn ngọn lửa còn sướng hơn Tôi học Thỉnh thoảng tôi lại giả vờ hỏi nghĩa Chứ kỳ tình tôi đã thuộc lào như cháu Nhân chi sơ Là gì hả chị hai Là người chân xưa Không phải Không phải là sờ vú mẹ Rồi tôi xà vào lòng mẹ tôi Tôi vạch yếm Tôi sờ vú cũng có lúc tôi giả bộ làm em bé Tôi bú ti Tôi nằm thon lõn vào lòng mẹ tôi Tôi nhắm mắt lại Những lúc ấy tôi sung sướng cực kỳ Mà mẹ tôi cũng cực kỳ sung sướng Nhiều lần Mẹ tôi bắt tôi chắp tay Mà mẹ tôi cũng chắp tay Miệng thì lâm râm khấn vái Lạy trời phù hộ cho mẹ con tôi Mỗi khi tôi nghe thấy mẹ tôi khấn như thế Tôi tưởng chừng như ông trời một ông trời của riêng những kẻ khổ sở đã bước chân ngay xuống cái xó bếp này dùng phép màu mà biến thành ra một cảnh bồng lai đầy rẫy những lạc thú cái xó bếp ấy là một thế giới thần tiên của mẹ con tôi những người lòng dạ khô khan ở nơi lầu son gác tía bao giờ biết được những cái thú xó bếp ấy cái thú không mất tiền mua mà dù có tiền mua cũng không được muốn biết những cái thú thần tiên ấy phải có một trái tim trong sạch phải trải qua những cảnh đau thương đọa đầy như mẹ con tôi phải lấy một trái tim yêu đương để hiểu một trái tim yêu đương than ôi những thứ ấy ngày nay đã không còn nữa những ký ức ấy tuy đã xa lắc xa lơ nhưng khi tôi đứng trước mồ mẹ tôi thì tôi tưởng chừng như chúng sống cả lại tôi tưởng chừng như người chết ngồi dậy gọi tôi tôi vội phục xuống trước mồ mà khóc thần hồn định tĩnh tôi đã không báo nghĩa mẹ thì nay dương danh hiển thân là cái hy vọng cuối cùng để cho mẹ tôi có thể ngậm cười nơi chính suối trước mùa tôi phát một lời thề quyết chí tu tính học hành để cho thành một người xứng đáng với tấm lòng mà mẹ tôi đã kỳ vọng cho tôi tôi đau đớn từ giả mộ đất đã bụi sâu nắm xương của mẹ tôi nhưng tim gan thay nổi lên một nghị lực dồi dào mạnh liệt ngày hôm sau Tôi lên chào thầy tôi, mẹ già tôi, các anh các chị tôi rồi xách vali ra ga. Tôi quay lại nhìn cái nhà tôi ở, cái chỗ chôn rau cát rốn mà chẳng có chút tình gì để cho tôi mến tiếc. Tôi lại thấy sung sướng được rời khỏi ngục hình ấy. Xưa kia, hồi mẹ tôi còn sống, mỗi khi tan học, tôi ba chân bốn cẳng chạy về cho chóng tới nhà. Bây giờ vẫn cái nhà ấy, tôi lại muốn mau mau cho chóng xa đi. Trước kia, ở trong cái nhà ấy, có một người mong thấy mặt tôi, thiết tha đối với tôi. Ngày nay, người ấy đã không còn nữa, thì cái nhà ngói Nam gian kia, cái cổng kia, cái nhà ngang kia, cái vườn kia, cái ao kia đối với tôi còn có nghĩa gì? Hay chúng chỉ nhắc nhở cho tôi những đau xót? Thì ra lúc thiếu thời, tôi yêu cái nhà kia, không phải vì nó đẹp, không phải vì nó mát, không phải vì nó to, không phải vì tôi được sum họp với anh em tôi, mà chỉ tại trong cái nhà ấy có một trái tim yêu tôi. Còn chim kia, ngày đi kiếm ăn, đêm còn tìm đường về tổ, sinh ra người, ai lại không có tâm lòng cố quốc tha hương. Nhưng tổ chim kia là chỗ vợ chồng con cái sum họp, chứa chan bao nhiêu lạc thú, chứ cái nhà này đối với tôi ghê sợ hơn là cái nhà tù có phải ở đời chỉ có lâu đài vàng ngọc mới có thể quyến được lòng ta đâu một sợi tơ lòng ở chốn liệu tranh thắt chặt lòng ta hơn là lầu son gác tía tôi ra đến ga gặp mấy anh em bạn cùng đổ một khoa họ cũng đi thi anh mão thì quần là trắng tinh áo cũng mới mũ cũng mới giày cũng mới mẹ anh ấy tiễn chân ra tận tàu lại còn căng dặn mãi con ra hà nội đi đường phải cẩn thận nhìn trước nhìn sau Hệ đổ thì đánh ngay dây thép về cho u nghe không anh minh thì bố theo ra ông cụ đã gần bảy mươi đầu bạc trắng lưng đã còng cũng lóp ngóp chống gậy theo ra tận ngoài ke dặn đi dặn lại đi tàu đi đường lên xe xuống xe phải coi chừng cho lắm không nhỡ một cái thì khốn đấy anh em bà con họ tiễn chân nhau ra tàu nào khuyên lơn Đào dặn bảo ríu ra ríu rít Riêng tôi chỉ thôi thủi một mình Đào có ai lo sợ mừng vui với mình Nhưng tôi thì không cần phải ai dặn Những điều ấy Cái đời khổ sở của tôi đã mở con mắt cho tôi biết từ bao giờ Lúc ấy Tôi có thể tự phụ rằng Tôi biết việc đời hơn những bạn tôi nhiều Bây giờ tôi đi đây Thì sự mình Bây giờ tôi đi đây Thì tự mình bảo hộ lấy mình Tự mình giác ngộ lấy mình tôi tự nghĩ thế mà trong lòng cũng được vui vẻ còi tàu rút tôi quay nhìn tỉnh bắc giang một lần cuối cùng như thằng tù được phóng thích nhìn cái nhà pha đã giam nó Mến chào quý vị thính giả, quý vị đang nghe tiểu thuyết Hận nghìn đời của nhà văn Lê Văn Trương, truyền được phát trên kênh Cô Trinh. Tỉnh Hà Nội thật đã hiện ra ngoài sự tưởng tượng của tôi. Cái nhà ga khổng lồ nó sừng sững như hút hết cả các con đường sắt la liệt vào trong lòng. Cây cầu sông cái dài dằn dặt, mây vĩ đại và bạo dạng làm sao. Nhà cửa, xe cộ đủ hạng, người đi lại làm rối cả mắt. Tôi mãi trong mặt quên cả sự buồn rầu Tôi thuê xe đến ở nhà một người quen Hôm sau tôi đi thi Tôi được vào vấn đáp Rồi tôi đổ Nhà người quen ở xa trường lắm Nếu ở ngoài thì những đi cùng về Đã hết thì giờ Còn thì giờ đâu học Mà lấy các tàu điện Thì tôi đâu có tiền Lúc tôi đi Thầy tôi đã dặn cho mỗi tháng 10 đồng Làm thế nào cho đủ thì làm Tôi liền xin vào ở trong trường một tháng tôi phải trả 8 đồng, còn hai đồng giấy bút đủ chán. Xưa nay tôi không có một xu tiền túi, nay một tháng có hai đồng tôi đã lấy làm giàu lắm rồi. Người bảo hộ ở trên một khu đất rộng, cây cối um tùm, cái phong cảnh thứ nhất nó tô điểm cho trường này thêm vẻ mỹ quan là hồ lãng bạc hay hồ Tây cũng thế. Ba ngôi nhà ba tầng làm quay lưng ra hồ, trên một hàng chữ nhật còn chung quanh thì có những gian nhà một tầng chạy dài bao bọc cả lấy nhà ông đốc là một tòa lâu đài làm ở ngay bên hồ chẳng biết đối với con nhà giàu xưa nay được bố mẹ nâng niu thì một khi vào ở trong trường họ có cái cảm giác gì chứ tôi cho cách ăn ở của lưu học sinh thật vừa rất tiện lợi để mở mang tinh thần lại rất thích hợp phương pháp vệ sinh để bồi bổ cho thân thể có lẽ vì tôi bị khổ sở hiếu thốn kiểm thúc từ tấm bé nên bây giờ đến đây tôi đem so sánh mà tôi lấy làm thỏa mãn cũng chưa biết chừng tôi ở trong trường thật là sung sướng tôi rất chăm học giờ chơi thì tôi chuyên về thể dục chạy nhảy leo dây đá bóng khoa nào tôi cũng khá chẳng bao lâu đừng là một cậu bé gầy còm yếu đuối nhút nhát tôi bỗng trở nên một cậu con trai mạnh khỏe cứng cáp và bạo dạn trước kia ở nhà người và vật như xúm nhau lại để làm cho đời tôi đen tối thì ở đây trái lại người và vật đã làm cho tôi sáng suốt vui vẻ tôi đã biết lấy sống làm vui tôi đối với bè bạn một niềm nhũng nhặn nhưng không thân mật với ai các thị dịch mà bè bạn xưa nay vẫn ghét bỏ đặt cho những cái tên khả ố đối với tôi cũng chẳng thấy ghê gớm gì ghê gớm đâu bằng được mẹ già tôi đối với tôi kia chứ Chủ nhật, chúng bạn phần nhiều có họ hàng ở ngoài phố, nên sinh ra từ sớm, còn tôi thì bao giờ cũng ăn cơm buổi sáng rồi mới ra, mà liệu đến giờ lại vào sớm để ăn cơm chiều. Tôi ra thì cũng chẳng biết đi đâu xa, chỉ thận thơ ở bách thú xem khỉ, xem hổ, xem nước, xem cây, mãi rồi cũng chán. Không có ốc thi sĩ thì làm sao biết cảm xúc đối với những vẻ đẹp huyền bí của cảnh vật. Những chủ nhật sau, Tôi đem sách ra đọc, đọc chán rồi lại đi quanh quẩn, cũng chẳng biết đi đâu. Tôi còn nhớ một hôm, có anh em bạn rủ tôi lên phố, rồi đi xem tuồng quảng lạc ba ngày. Nhưng tôi nhất định từ chối, anh em mời mình tất nhiên lần sau mình phải mời lại, mà mời lại thì mình không có tiền, ăn không trả thì thật khó coi. Ở đời, người ta nhiều khi bị hoàn cảnh trói buộc chẳng kể, chứ tự mình á, thì không nên trói buộc mình vào những hoàn cảnh éo le anh em họ cho tôi là khoảnh là kiêu điệu họ có xét đến đâu những điều u uẩn trong tâm sự tôi họ nói sao cũng mặc tôi nhất định từ chối tôi thơ thẩn đi xem các phố rồi tôi lại kéo bộ từ hàng bạc về tận trường phỏng thử ba xu đi tàu điện lúc ấy tôi cũng có nhưng tôi tự nghĩ nếu muốn giữ toàn giá trị mình không để cho đồng tiền nó làm mờ ám thì không nên tiêu phí cái gì có thể đừng được thì đừng Tiết kiệm không phải là biển lẫn. Tôi sợ dĩ có những ý tưởng ấy mà thực hành theo được là vì sống trong cảnh lao tù trưởng giả. Tôi đã nhìn thấy cái mặt trái của xã hội, nhìn thấy những cái nhục nhã xấu xa gây ra bởi đồng tiền. Đến Tết, tôi đã nhất định không về, nên trước Tết mấy ngày tôi liền viết giấy về nhà nói dối rằng bây giờ bài vỡ nhiều lắm, tôi phải ở ngoài này để ôn lại, chứ về thì vừa mất thì giờ, vừa tốn tiền thay chung bạn náo nước mong về mà tôi rối ruột. Họ về thì anh em cha mẹ vui mừng đón tiếp, chứ tôi về nhà thì chỉ chuốt cho mình cái tuổi, cái buồn và cái nhục. Nghỉ Tết, các lưu học sinh về hết, trường vắng tanh, chỉ có mấy người học trò lào và cao men, vì nhà xa quá không về được mà thôi. Tôi còn nhớ mãi cái đêm giao thừa đầu tiên mà tôi không ở nhà ấy Hà Nội đang ngủ say như chòm dậy bằng những tiếng pháo liên thanh vang động cả một góc trời. Tôi nằm ở trên tầng gác thượng, chung quanh toàn là màn và giường la liệt. Tôi tưởng tượng ngày hôm nay nhà nào cũng cúng bái mà tôi chạnh lòng nhớ tới mẹ tôi lúc này đang nằm ở bãi tha ma hiu quạnh kia. Chẳng biết thầy tôi lúc cúng có nhắc nhõm đến mẹ tôi không? Cái không thì đã nắm phần chắc nhưng dù sao không có cái bàn thờ nào có thể sánh được với quả tim tôi. Tôi đã đem cái hình ảnh mẹ tôi đặt vào. Không cứ gì ngày dỗ hay ngày Tết, lúc nào quả tim tôi cũng nhắc nhõm đến mẹ tôi bằng những cảm giác yêu thương. Cái bàn thờ ấy, tôi dám chắc mẹ tôi còn quý hơn hết các bàn thờ khác. Vì cái bàn thờ ấy gây nên bởi sự kính cẩn của đứa con. Nghỉ Tết đã qua, nghỉ hè lại gần đến một điều khiến cho tôi băn khoăn là nếu 3 tháng hè tôi cũng không về nhà nữa, thì ở Hà Nội, ăn ở vào đâu? Tuy trước kia, tôi ăn tiêu bọn sẻn. Trong số tiền tháng 2 đồng, tôi có để dành được hơn 10 đồng. Nhưng sống ở Hà Nội 3 tháng trời, sao cho đủ? Mà tưởng tượng đến phải về nhà, thì tôi rùng mình. Tôi đã nhất định không về, thì dù có phải sống ở Hà Nội trong 3 tháng bằng 10 đồng, tôi cũng cố xoay cách để sống. Tôi còn đương bối rối, chưa biết liệu ra sao, thì vừa may, anh Vân là tại ngoại học sinh nói chuyện cho tôi biết, con người ở phố Hàng Bạc ngỏ ý muốn nhờ anh ta trong 3 tháng hè về dạy mấy đứa cháu, nhưng anh ta không thể nhận lời được, vì thầy mẹ anh ta nhớ anh ta lắm, bác phải về quê ở. Tôi khẩn khoản nhờ anh giới thiệu hộ, anh vui lòng nhận tôi ngay. Hôm chủ nhật trước nghỉ hè, anh Vân đến trường đón tôi đến Hàng Bạc để trình diện với cụ Liên Mỹ nhà cụ liên mỹ ở giữa phố căn nhà ngoài thấp dùng làm cửa hàng còn trong nhà là chỗ để thờ tự và tiếp khách trong cùng là chỗ dọn cho tôi ở và dạy học trò nhà làm theo lối cổ mái thấp nên trong nhà khí tối gia tự cụ cũng bình thường cụ bà và người con dâu trông coi cửa hàng bạc còn con trai cụ thì phải bổ đi làm việc ở tỉnh xa anh vân đưa tôi vào nhà cụ cụ đưa ngồi trên sập thấy khách vội vàng bước xuống mời khách ngồi và gọi đầy tớ pha nước. Trong cách bày biện cũng đủ biết là một nhà ngăn nắp. Trên bàn thờ, đồ đồng sáng loáng, thấp thoáng sau cây màn the điều. Ngoài chiếc màn the là chiếc tủ chè kê liền với cái sập gụ ngồi. Ngoài sập là một cái bàn và bốn cái ghế gụ mặt đá làm theo lối tàu. Tất cả đồ đạc bóng bẫy, sạch sẽ như ngày nào cũng có người lau chùi. Nước xong, anh vân cung kính thưa với cụ bẩm cụ đây là anh cung bàn học với con anh học rất giỏi nếu cụ bằng lòng thì nghỉ hè này anh ấy ra đây để bảo các cậu em vâng tôi cũng muốn tìm một người kèm dạy các cháu trong kỳ hè chứ để chúng nó chơi liêu lỏng sợ hư người và quên cả chữ nói xong cụ nhìn tôi xem có phải là người đủ tư cách để giao phó cái trọng trách ấy không cuộc xét nghiệm đã làm vừa ý cụ cụ liền nói nếu cậu cung không bận mà muốn lại đây dạy giúp các cháu cho tôi thì còn gì bằng. Ngoài sự cơm nước giặt vũ, tôi xin đưa một tháng dăm đồng để tiêu vặt. Ông huấn ở hàng ngang cũng có ba bốn đứa nữa, muốn cho lại đây học. Tiền nông thế nào á thì tùy ở cậu. Tôi vội vàng thưa. Bẩm cụ, con bây giờ về nhà thì cũng đến chơi. Nếu cụ có lòng thương giao các cậu ấy cho con dạy thì con xin hết sức. Còn tiền nông thì con không quản Cụ liên mỹ hỏi đến gia thế Quê hương Tôi cũng cứ thực mà nói Nhưng không đã trồng một câu gì đến mẹ tôi Ở nhà cụ liên mỹ ra Anh Vân đưa tôi đi may ít quần áo Và sắm ít đồ vật Vì đến nhà người ta Mình cũng phải cho tươm tất Anh bảo tôi Thế gian phần nhiều Chỉ xét người ở cái áo Mấy ai đã có con mắt xét người qua được cái áo đâu Anh đừng có ngại Tốn mới được Điều tôi lo nhất là thầy tôi và mẹ già tôi không bằng lòng. Nhưng may, tôi viết thơ về xin phép thì mấy hôm sau nhận được giấy trả lời rằng thuận. Đến hôm nghỉ hè, cụ Liên Mỹ sai người lên tận trường đón tôi. Trời về tháng 5, Hà Nội như ở trong lò. Ngoài đường xe chạy rất nhiều, một trận gió thổi qua là làm cho đất thăng long như chìm trong đám bụi. Về đến nhà, cụ Liên Mỹ đã chờ sẵn, cụ dắt tôi đi xem chỗ ăn chỗ nằm Cụ đối với tôi có vẻ trân trọng quá Khiến tôi phải e lệ Sao tôi hỏi ra mới biết Cụ trước kia cũng là học trò nghèo Nên ngày nay Cụ thấy học trò nghèo liền đem lòng thương Ba cháu cụ Đứa nào trong mặt mũi cũng sáng sủa Ăn mặc sạch sẽ Nhưng không xa hoa Chúng nói năng ngoan ngoãn Tỏ ra con nhà có giáo dục Cái giáo dục tôi nói đây là gia đình giáo dục Nó còn cần cho người ta hơn trí dục thể dục nhiều. Cái gia đình giáo dục tôi nói đây không phải là cách dạy dỗ rất nghiêm khắc. Động một chút là đánh, là chửi đâu. Trái lại, tôi thấy lắm nhà nuông con một cách vô lý, đứa trẻ muốn gì cũng chiều theo. Người làm cha mẹ phải có thiên trách dạy dỗ uống nắng con, chứ không phải cứ nuôi cho sống là đã đầy đủ thiên trách đâu. Cha mẹ phải lấy ý trí sáng suốt mà uống nắng tinh thần còn mang sữa của đứa trẻ phải lợi dụng tình máu mũ thiên liêng để cảm hóa nó, phải biết theo tính tình từng đứa mà khai thông những xu hướng tiềm tàng trong lòng nó. Gia đình giáo dục, tóm tắt ở hai chữ giáo hóa, lấy cái lẽ phải mà dạy cho nó, lấy lòng âu yếm mà cảm hóa nó. Cha mẹ mà khắc nghiệt quá thì trẻ không dám gần, suồng xả quá thì nó nhờn. Trước ngày khai giảng, cụ huấn phố hàng ngang sang chơi, Ngõ ý nhờ tôi dạy hộ cô con gái và hai đứa cháu trai, tôi nhận lời. Lớp học một thầy và sáu trò, năm cậu thì sức học còn kém, chỉ có cô Thuần năm ấy lên lớp nhất là học khá hơn cả. Cô 15 tuổi, người tầm thước, nước da thật trắng, trắng quá, cái trắng của kẻ ở thành thị, ít vận động, ít được hô hấp khí trời trong sạch, hai mắt hơi to, đen nháy, lông mi khá dài mặt lúc nào cũng tươi đủ tỏ trong đời cô chưa gặp sự gì bất như ý cái miệng hơi hẹp đôi má hơi gầy nhưng mỗi khi cô cười thì người ta chỉ trông thấy một núm đồng tiền mà quên hẳn đôi má cây cổ trắng nõn khí dài quá hai bàn tay búp năng rất trắng nhưng gầy cả thân thể cô là một quả đào còn non nhưng một ngày kia nó đủ sức lực rồi thì nó sẽ đầy đặn hồng hào đẹp đẽ nét mặt đôi con mắt dáng đi đứng lời ăn tiếng nói tỏ ra cô là một người rất nhu mì phải chăng sự lễ phép của cô khiến cho tôi nhiều phen phải tự hỏi sao cô sinh vào nơi giàu sang mà không kiêu căng tự đắc như phần nhiều người cô học rất chóng thuộc chữ viết rất tốt nhưng dốt tính lắm cô thường nói với tôi sang năm đi thi chỉ sợ hỏng tính tôi an ủi cô Người ta mỗi người có khiếu riêng Có người giỏi luận Có người giỏi tính Nhưng nếu biết chỗ kém của mình Thì bồi bổ thêm vào Cũng không là việc khó Cô kém tính Chăm làm tính là tự khác giỏi Cô bảo thế nghĩa là tôi lười ư Không Ngày nào tôi cũng cố làm Nhưng những cái tính rất xoàng, Tôi vẫn không làm được Làm tính cũng như làm luận Đọc xong đầu đề phải điềm tĩnh suy nghĩ Hãy rối trí làm hay sai lắm Thế như ý cậu Thì tính khó hay luận khó Tôi không thể trả lời Nhưng đi thi tính cần lắm Tính làm cho đúng Nghĩa là hoàn toàn Thầy giáo thường cho 10 điểm Một bài luận biết thế nào là hoàn toàn Cô có thấy ai làm luận được 10 điểm không? Không Thế thì luận khó hơn tính Tôi dốt tính Cũng không đáng xấu hổ là mấy Dốt không là xấu Xấu là biết mình dốt Mà không cố làm thế nào cho mình khỏi dốt Chuyện trò tôi nói với cô Đại để như thế cả nghĩa là chỉ toàn chuyện một người anh hơn tuổi nói với người em nhỏ không phân biệt là trai hay gái học trò rất quyến luyến tôi vì thế mà cụ liên mỹ và cụ huấn đối với tôi cũng rất chu đáo ngày hai buổi dạy học trò lúc nào nhàn rỗi tôi lại đánh cờ với cụ liên mỹ cờ tôi thấp đánh thua luôn cụ huấn cũng là một tay xính cờ từ ngày có tôi ở đấy cụ thời thường lại chơi luôn cụ rất cao cờ cụ đêm các trận thế của khuất trung bí chỉ dẫn cho tôi chẳng bao lâu tôi cũng khá cũng vì cuộc cờ tôi được quen biết cụ cử tốn là một cử võ xuất thân tôi ngỏ ý muốn nhập môn cụ để học một vài bài quyền cho thân thể được cứng cáp cụ vui lòng nhận tôi ngay từ đấy cứ tối đến tôi lại xuống phố sinh từ học võ cụ cử thấy tôi nhanh nhẹn lại có sức lực khuyên tôi nên cố luyện tập cho đến đầu đến đũa tôi thưa với cụ rằng tôi sắp phải vào trường rất tiếc rằng không thể gần gũi cụ lâu để luyện tập cụ bảo tôi việc đời biết đâu mà lường những sự bất ngờ xảy ra hàng ngày nếu biết một đôi miếng để phòng thân cũng là một cái hay tôi cũng nghĩ thế nên gần đến thời kỳ vào trường tôi rất lấy làm tiếc còn năm hôm nữa là hết hè tôi xin phép cụ liên mỹ cho học trò nghỉ học trò thấy tôi sắp đi rất lấy làm mến tiếc thứ nhất là cô thuận cô thường nói với tôi nếu cậu ở đây mà dạy tính cho tôi thì ít tháng nữa tôi có thể giỏi được có lẽ cô cũng đem cái ý kiến ấy nói với cụ huấn nên một hôm cụ huấn bảo tôi nhà tôi cũng rộng rãi tĩnh mịch giá cậu đến ở chung với tôi rồi khi đi học về kèm các cháu cho tôi á thì hay lắm con cũng rất lấy làm tiếc nhưng ở đây xa lắm những đi về còn thì giờ đâu mà học từ hàng ngang lên trường bưởi đi tàu điện cũng chẳng lâu là mấy tôi đương phân vân chưa biết trả lời ra sao thì thằng ân cháu cụ đã chạy lại vùng vã bảo cậu về ở với con nghe không rồi con bảo thằng xe nó kéo cậu đi học thằng bé mới dễ yêu làm sao tôi ngẩng đầu nhìn cô thuần thì thấy cô đăm đăm nhìn tôi như chiều vang vĩ tôi bèn nói thật với cụ huấn cụ có lòng yêu con cũng đa tạ nhưng vì mỗi tháng thầy mẹ con chỉ cho con có 10 đồng tiền cơm tiền học còn tiền đâu mà lấy cát tàu cô thuận nghe tôi nói có vẻ ngạc nhiên mãi bây giờ tôi mới hiểu cô sinh vào nơi đầy cát phú quý cái gì cũng sẵn có không phải mong ước một thứ gì nên cô không biết những trói buộc của đồng tiền cô không ngờ rằng ở trên đời lại có người chỉ vì thiếu hai đồng mà không thể đến ở nhà cô cụ huấn nghe tôi nói sốt sáng bảo tôi. Không, cậu đến ở với tôi, không lấy tiền cơm cậu đâu. Tôi còn đãi cậu mỗi tháng 6 đồng để trả tiền học và các tàu điện. Cụ xử với con như thế thật là quá rộng rãi, con không còn biết nói làm sao. Hai anh em thằng ân thấy tôi bằng lòng, mừng quýnh, vội chạy lại nắm tay tôi. Thế cậu đi ngay lại nhà con đi. Tôi xoa đầu chúng nó. Cậu còn phải thu xếp đồ đạc đã chứ tôi trông sang cô Thuần thì thấy cô mỉm một nụ cười. Tôi viết giấy về nhà nói rõ với thầy mẹ tôi và xin thầy mẹ tôi từ rầy đừng gửi tiền ra nữa. Tôi rất lấy làm mừng rằng từ nay tôi không phải phiền lụy gì đến nhà và mẹ già tôi hẳn không còn phải đây nghiến thầy tôi về số tiền học phí của tôi nữa. Hôm tôi dọn sang ở nhà cụ huấn thì thằng ân, thằng ấn cứ quấn quýt chung quanh để dọn dùm cái này, cái khác chúng nó nói liếu díu cả ngày. Nhà cụ hứng ở đầu phố Hàng Ngang, phía bên tay trái, một tòa nhà hai tầng rất đồ sộ. gian ngoài là cửa hàng bán vóc nhiễu, cách một cái sàn nhỏ làm vườn cảnh, lại có một tòa nhà hai tầng nữa khá dài. Tầng dưới dùng làm nhà khách và nhà thờ. Trên gác chia ra hai phòng, một phòng làm buồn cho tôi ngủ, còn một phòng làm nhà học. Gác ngoài cùng có hai phòng, buồn cô thuần và buồn mẹ con thằng ân thằng ấn mẹ hai đứa năm ấy ngoài ba mươi quá chồng đã sáu bảy năm thoạt mới vào nhà cụ huấn cũng biết ngay là một nhà đại phú quý đồ đạc bày biện cực kỳ hoa mỹ nào tủ chè nào sập khảm nào ghế trắc nào gươm dặn mắt nào lọc bình cổ ngoại sân thì đôn sứ cá vàng vô kể cụ hiếm hoi sinh được có một trai một gái người con trai chẳng may thất lộc đi để lại hai đứa con trai, còn cô Thuần thì mãi đến năm gần 50, cô mới sinh ra nên yêu quý lắm. Xưa kia cụ Huấn tuy đi làm việc quan, nhưng cụ bà vẫn ở nhà buôn bán, không theo đi. Nay cụ Huấn về hưu thì hàng họ và mọi việc trong nhà cũng vẫn do một tay cụ bà cả. Người ta thương ở chỗ bình thường mà bỗng dưng đến ở một chỗ phú quý thì tránh sao cho khỏi phải ngượng nghịu rụt rè nhưng cách vợ chồng của huấn cư xử với tôi làm cho tiêu tan sự ngượng nghịu rụt rè ấy ngay gian phòng để riêng cho tôi rất là sạch sẽ bốn bức tường trắng kẻ hoa treo hai bộ tử bình một bộ ngựa quan dầu một cái tủ áo nhỏ một cái bàn giấy hai cái ghế gian ngoài thì dài hơn có một cái tủ chè kê sát vào tường một cái sập gụ một cái bàn dài bốn cái ghế hai bên tường là đôi trường kỷ gần cửa sổ kê hai cái tủ kính để sách vở trên tường một bức quạnh phi đề bốn chữ quốc ân gia khánh với mấy đôi câu đối treo lỏng thỏng cô thuận dẫn tôi vào xem gian buồn của tôi tự tay cô lấy quần áo tôi đem xếp vào tủ sách vở xếp vào bàn giấy rồi dặn chỗ này để giày chỗ này treo áo cô tự nhiên như một người em gái nhỏ săn sóc đến anh sáng hôm sau vì thức khuya nên tôi dậy trưa tôi đem khăn mặt xuống nhà rửa mặt chưa ra đến cửa đã trông thấy cô thuần đứng ở gác ngoài đon đã hỏi cậu đi đâu đấy tôi xuống rửa mặt không cậu cứ ở trên này để tôi bảo thằng xe đem thao lên tội gì lên xuống cho mỏi chân thôi cảm ơn cô thôi đâu dám phiền nhiễu đến thế phiền với nhiễu gì nhà đầy tớ nhiều cậu cứ sai chúng nó câu nói có vẻ sốt sắng tôi không nghe theo sợ cô giận Cô liền gọi thằng xe lên, dặn mỗi sáng phải đem nước lên cho tôi rửa mặt. Và từ nay, tôi có sai bảo gì, phải lập tức làm ngay. Tôi mỉm cười bảo. Cô làm thế, rồi sau này tôi sinh ra hư đấy. Có người ta hư tại tính, có thế mà hư được sao? Cô thuận năm ấy đã lên lớp, mà tôi đã lên bang thứ hai trường bưởi. Thằng Ân, thằng Ấn thì học ở trường Hàng Vôi. Bao giờ cô Thuận và hai cháu cũng về trước tôi nhưng bữa cơm nào cũng chờ tôi về rồi cùng ăn. Còn người nhà thì ăn cơm trước. Bữa cơm của chúng tôi rất là vui vẻ. Nhiều lần chúng tôi ăn, bà Huấn cũng lên góp chuyện với chúng tôi. Giá ngày nay, tôi có một đứa con trai bằng tuổi cậu, thì có phải trong nhà vui vẻ biết bao? Cô Thuần liền dừng đũa. Thế ngày nay, mẹ bảo nhà không vui sao? Con thấy vui lắm. Bà Huấn liền ôm tồn, vuốt ve cô. Sao không vui? Nhưng giá anh mày còn sống, thì có phải còn vui hơn nữa không? Bà nói xong nhìn hai đứa cháu có vẻ thương xót. Tôi thấy bà nhắc đến người con trai đã thất lọc đi mà tôi lại nhớ đến mẹ tôi. Tôi tự nghĩ, giá mẹ tôi còn sống, ngày nay trông thấy tôi đã trưởng thành thì mẹ tôi vui sướng biết bao. Những ký ức cứ dồn dập trong óc tôi mãi nghĩ đến quên cả gấp. Cô Thuần gấp thức ăn vào bát tôi, tôi cũng không hay. Cô bèn vỗ vai tôi hỏi, cậu nghĩ gì? mà quên cả ăn thế Tôi sừng sốt Không tôi có nghĩ gì đâu Cậu còn dối tôi mãi Từ ngày cậu lại đây đến giờ Mà cậu lúc nào cũng buồn Nhưng hôm nay thì cậu buồn hơn mỗi hôm Không tôi có buồn đâu Có có Cậu đừng giấu tôi Tôi im lặng không nói Thì một hôm mẹ già tôi về chơi Những cách thức mẹ già tôi đối với tôi Như đã trả lời cho câu hỏi của cô Thuần Hôm ấy là chủ nhật Tôi đang ở dưới nhà đánh cờ với ông Huấn Thuần thì ngồi xem chuyện Còn ân ấn thì đang đùa với con mèo Bà Huấn thấy mẹ già tôi đến Vội vàng mời ngồi Và gọi người pha nước Tôi trong mặt mẹ già tôi có vẻ giận dữ Mà tôi lo Mẹ già tôi nói chuyện với bà Huấn một lúc Rồi quay lại mắng tôi Hình như mẹ già tôi một khi trông thấy tôi không mắng Thì tức bực không chịu được Ai nuôi mày đến bây giờ khôn lớn Dễ mẹ mày phải không Mày viết giấy về nhà bảo không cần tiền nữa Tết mày cũng không về Nghỉ hè mày cũng không về Ai chả biết bây giờ mày kiếm được tiền Mày đừng vội khinh người dễ của Bạc vừa vừa chứ Tôi cung kính trả lời Thưa mẹ Con đâu dám khinh tiền của mẹ Nhưng vì ông bà đây gọi con về dạy các cậu Đã không lấy tiền cơm Lại còn cho con tiền trả tiền học Vì thế con mới viết giấy về Thưa với mẹ Đừng gửi tiền chứ nào phải con dám khinh tiền của mẹ bà huống thấy thế nói giúp cho tôi bà lại khen tôi ngoan ngoãn chăm học càng khen bao nhiêu thì bà lại càng làm cho mẹ già tôi giận bấy nhiêu mẹ già tôi nói một vài câu cay đắng rồi vùng vằng đứng dậy cáo từ tôi nghĩ cực thân lên gác ngồi thừa ra cô thuần rón rén đến tận sau lưng mà tôi không hay người lúc nãy không phải là mẹ cậu phải không mẹ cậu chết rồi phải không Tôi sẽ gật đầu mà không nói gì Từ đây cô Thuần đối với tôi lại càng ân cần Tết Tất cả nhà ông huấn rộn điệp sắm sửa để ăn Tết Thằng Ân, thằng Ấn và cô Thuần Đều tiếu tích về chọn quần áo mới Một hôm cô Thuần bảo tôi Tết đến nơi Cậu không may áo để ăn Tết ư Ăn Tết cần gì phải áo Cứ có áo mới ăn Tết được ư Nếu thế dễ nhà nghèo Họ không có tiền may áo thì họ nhìn ăn tết cả tôi vừa nói vừa cười cô thuần ngẫm nghĩ một lát rồi bảo dưới hàng nhà tôi lắm sa tanh đẹp lắm sao cậu không may một áo tôi chỉ cười mà không trả lời đến chiều đi học về qua cửa hàng bà huấn giữ tôi lại đem ra các thứ đoạn sa tanh cho tôi xem rồi bảo tôi chọn lấy một áo lúc ấy cô thuần cũng ngồi đấy còn mắt cô cứ nhìn tôi như cố ý bảo nhận lời đi cho cô bằng lòng Tôi chưa kịp nói thì bà Huấn lại bảo Cậu may một áo sa tanh hoa này đi Vừa tốt vừa đẹp Tôi không lấy tiền đâu Không lấy tiền Cậu ấy làm cho tôi đỏ mặt Vì gia cảnh bắt buộc Tôi muốn thoát ly khỏi cái quyền áp chế của mẹ già tôi Nên tôi mới phải đến ở nhà này Tôi dạy con cháu bà Thì bà trả tiền cơm tiền học cho tôi là lẽ tất nhiên Còn cái áo kia tôi làm gì mà được Tôi có phải là kẻ đi ăn xin đâu cho hay lòng tự ái của thiếu niên thật là kỳ lạ vì lòng tự ái mà thành ra tôi nói dối bà có bụng tốt con xin cảm ơn nhưng con đã đặt may một bộ quần áo tay rồi tôi vừa nói vừa gặp tấm sa tanh trao trả bà huấn cô thuần nhìn tôi chòng chọc, chọc dựng như hiểu biết cái nhìn ấy làm cho tôi ngượng nghịu lạ lùng tôi chưa biết xử trí ra sao thì vừa may thằng ân ở trong nhà thấy tôi về chạy ra tôi thừa dịp hỏi nó mấy câu bâng quơ rồi dắt nó lên gác tôi vẫn biết cô thuần thực bụng tôi vẫn biết bà huấn là người tốt nhưng lòng tự ái không cho tôi nhận được tôi nói thác ra là đã đặt may quần áo tay nhưng nào có đặt gì đâu ngày nay đã trót lỡ lời nếu không có thì ông bà huấn còn coi tôi ra thế nào mà thứ nhất là tôi không muốn cho cô thuần biết là tôi nói dối tôi nhất định đi may một bộ quần áo tay đó là việc ngông cuồng thứ nhất của đời tôi tiền tôi dạy học tư, tiền tôi để dành trong hai năm nay, được hơn 50 đồng. Tôi liền lại nhà một người bạn ăn mặc quần áo tay đã lâu, nhờ đưa đi may. Tôi chọn một bộ dạ mùi tím, mua một cái mũ và đôi giày. Xưa nay, tôi chưa mặc quần áo tay bao giờ, này nhất đáng đóng vào, tránh sao cho khỏi ngượng nghịu. Bạn đứng cạnh tôi bảo, giá anh không gầy á, thì trong tay lắm. Tôi nhìn vào gương, mà tôi sửng sốt, sừng sừng trước mặt một chàng âu phục tươm tất lắm nhưng cái mặt xương xương trông có vẻ già tôi hỏi bạn trông tôi già lắm nhỉ anh bao nhiêu mà đã già nhưng thoáng trông á thì đến hai mươi hai hai mươi ba có lẽ có lẽ cái đời tôi sớm biết những sự khổ sở nên già sớm bị sao được với những kẻ đi trên đường đời ung dung như người đi chơi mát tết đến cả nhà xúm xích lại mừng tuổi ông huấn bà huấn rồi thằng ân, thằng ấn với cô Thuần chạy lên gác mừng tuổi tôi. Cô Thuần mặc một cái áo gấm màu lam, ngoài phù áo sa tanh da động, trông rất là diễm lệ. Thằng ân, thằng ấn thì súng xính áo gấm đỏ, khăn xếp, giày hài, cổ đeo kim khánh, trông kháo lắm. Cô Thuần trông thấy tôi bèn nói. Năm nay tôi mừng cho cậu. Nói đến đấy cô tịch ngắt, có vẻ ngượng nghịu, cái ngượng nghịu đó lây hay sao? thành ra tôi cũng ngượng nghịu chẳng biết trả lời làm sao vội bế thằng ấn rồi dối cho mỗi đứa một hào cậu mừng cho các em năm nay rồi tôi cũng tịch ngắt vì tôi nghĩ đến sự tịch ngắt của cô thuần hai đứa dắt tôi xuống dưới nhà mừng tuổi ông bà huấn tôi đã lo ngay ngáy về sự ông bà ấy mở hàng cho tôi nhận cũng dở mà không nhận cũng dở nhưng may không có sự mở hàng bà huấn nói chuyện với tôi năm nào cũng cứ mồng hai tết cả nhà sang hương yên lễ tết quê ngoại bà ngỏ ý mời tôi đi cùng sáng mồng hai cả nhà dậy sớm tôi cũng thắng âu trang vào xuống dưới nhà thằng ân thằng ấn thấy tôi ăn mặt tay lã mắt chạy lại sợ mó rồi reo ầm lên còn mặt tay trông đẹp quá cừ quá sang năm em cũng bảo mợ em may quần áo tay cho em cô thường thấy tôi mặt tay nhìn tôi một cách ý nghĩa như hiểu biết rằng tôi khổ tâm lắm mới phải chạy may bộ quần áo tay kia. Cái nhìn của cô như soi thấu chỗ u uẩn của lòng tôi. Xe ô tô đến, chúng tôi cùng lên, tôi ngồi cạnh người tài xế, thằng ân ngồi cạnh tôi. Hôm ấy đi hãy còn sớm, gia dĩ lại ngày Tết, nên hàng phố đều đóng cửa. Tỉnh Hà Nội như ngủ trong giấc mộng, chỉ những xác pháo đổ ối đầy đường nhắc cho ta biết rằng đế đô đang say đắm trong cuộc vui xuân. Xe đến bến nhà dậu, rồi sang phà. Hôm ấy hơi gió, nên phà cứ chền bên nọ bên kia. Bà Huấn, mở cả, ân, ấn và thuần đều lên tàu ngồi. Chỉ có tôi với tài xế là đứng ở phà. Thuần chốc chốc lại ló đầu ra bảo tôi. Cậu có chừng đấy, hôm nay gió lắm đấy. Cậu ngồi xuống tử tế nào, sao cậu không sang tàu này mà ngồi? Tôi đưa mắt tỏ ý cảm ơn cô đã có lòng sốt sẵn lo ngại cho tôi. Rồi chịu ý cô, tôi ngồi xuống mạng phà. Đến bờ, chúng tôi lên xe. Ở đây đường vắng, xe chạy rất nhanh, một loáng đã đến nơi. Bà Huấn mở cả bận đi lễ và đi mừng tuổi những nhà quen. Còn Thuần thì rủ tôi và hai cháu ra đồng chơi. Mùa gạt hái đã xong mà vụ trồng màu chưa đến. Trong xa tích mùa tắp, những ruộng cùng bờ. Ân ấn xưa nay ở chỗ thành thị chật hẹp nay được về chốn nhà quê rộng rãi chơi đùa lấy làm thú lắm chúng nó cười nói ầm ĩ ẩn ấn, ấn chạy trước tôi và thuận lững thững theo sau trong người tôi thấy khoan khoái lạ thường ký vãn tuy chìm ngập trong sầu thương nhưng hiện tại đã như gấm như hoa thì ta nhìn tương lai cũng không đến nỗi sợ hãi cho lắm ánh sáng hy vọng như khí ấm mùa xuân từng bừng ở trong người tôi chúng tôi đang thơ thẩn nhìn ngắm cảnh vật thì bỗng một đàn trâu bò đương ăn ở vệ đê thấy chúng tôi ăn mặc màu lòe loẹt vùng sợ hãi chạy tán loạn ân ấn, ấn sợ hãi chạy lại ôm chân tôi còn thuần thì nếp vào sau lưng tay nắm vào vai tôi tôi lúc ấy không còn động đậy được nữa tôi giận tóc gáy khi thấy một con trâu mộng xăm xăm chạy lại định hút chúng tôi trong tay không có vật gì để chống cự đã đành mình nhanh chân có thể chạy thoát được nhưng còn ba người kia thì sao? Mà ba người kia là ai? Là những người ngoài mẹ tôi đã chết đi Chỉ có ba người ấy là thương yêu tôi Là những người đã đem lại cho cuộc đời nhục nhằn Cô độc của tôi một chút vui Tôi đành rằng có chết Thì với họ cùng chết Còn trầu cứ chạy lại Ân ấn, ấn thì rung bắn lên và kêu cứu ầm ỉ Trong người ta có những lúc sự thông minh nhưng ngược lại Chỉ còn cái bản năng tự vệ Cái bản năng rất mãnh liệt và sáng suốt, nó sai bảo hành vi mình mà thôi. Con trâu còn cách chúng tôi 10 thước, rồi năm thước, rồi tôi vội lật cái mũ, ném trúng vào đầu nó, trâu giật mình chạy tạt ngang. Lũ mục đồng vá gậy đến xua đàn trâu đi, ân ấn, ấn lúc ấy hết sợ, lại lem đẻm như thường. Thế cậu không sợ nó sao? Em sợ lắm. Thuần thì không nói gì, nàng điềm tĩnh, đi nhặt cái mũ, lấy khăn mặt vũi đất rồi đội lên đầu cho tôi. Tôi hỏi. Thế cô Thuận có sợ không? Nàng trả lời một cách tự nhiên. Em gần anh thì chả còn sợ gì nữa. Lần ấy là lần đầu nàng gọi tôi bằng anh và xưng với tôi bằng em. Lúc chúng tôi về đến phà ái mộ thì đã 5 giờ. Trời lúc ấy nổi cơn giông, gió to, nước chảy xiết. Tôi ngỏ ý với bà Huấn nên chờ đến lúc gió im hẳn sang nhưng bà không nghe người ta sang được thì mình cũng sang được ô tô xuống phà tàu ra đến giữa sông thì gió lại càng mạnh sóng lại càng to chiếc xà lúp đã nhỏ lại càng hẹp lòng buộc máy đã chiếm gần hết thân tàu trong tàu hàng hóa của những người sang ngang đã chất đầy hết chỗ chúng tôi phải ngồi ở cả mũi lúc ấy tôi còn nhớ ở đấy có mấy kiện hàng mà thuần thì ngồi lên trên gió to tàu lại kèm phà sóng vỗ mạnh làm cho chiếc phà xô đi xô lại chiếc dây thần buộc phà ở đầu mũi bỗng đứt tàu mất thăng bằng chệnh hẳn về một bên mấy kiện hàng lăn tòm xuống sông lôi cả thuần đi tàu chạy ngang nước chảy dọc với tiếng người kêu cứu thất thanh giọng nước đã cuốn thuần đi hơi xa chờ tàu quay mũi thì muộn mũ mất rồi mà thủy thủ thì chẳng thấy một ai nhảy xuống tôi cuốn quýt rồi tôi nhảy xuống vì vội vàng nên quên cởi áo thành ra khó bơi quá tôi ướp mặt xuống nước cố cởi áo ra thì đã cởi được áo rồi tôi dùng hết sức mạnh bơi lại phía thuần lúc ấy còn nhấp nhô trên mặt nước một phút hai phút tôi bơi kịp nắm được tóc nàng tôi dùng tay đỡ cho đầu nàng lên khỏi mặt nước ngoảnh lại nhìn thì tàu cũng xa mà bờ lại xa hơn bơi lại tàu thì ngược nước mà bơi vào bờ thì vướng dậy và quần tay khó bơi lắm tôi cứ bơi đứng tay đỡ lấy đầu nàng mặc cho dòng nước muốn lôi đi đâu thì đi tàu quay mũi mở hết tốc lực chạy đến chỗ chúng tôi hai cái thường vớt ra tôi nắm được một người ta lôi chúng tôi lên may thuần chưa việc gì chỉ uống phải ít nước nên ngạt thở cứu chữa chừng hai phút thì thuần mở mắt tôi mừng quá rú lên à em tôi sống rồi lần này là lần đầu tiên tôi gọi nàng bằng em mà tôi cũng chẳng hiểu tại làm sao tôi lại dùng cái danh từ thân yêu ấy Hoặc giả tôi đã yêu nàng Mà tôi không tự biết Chỉ biết cả tàu nghe tôi gọi như thế Thì yên trí Chúng tôi là anh em thật Chúng tôi đều rét run cầm cặp Bà huấn và mở cả cởi áo ngoài cho thuần Còn tôi thì được bác tài cho mượn cái áo Nên cũng đỡ rét Về đến nhà Bà huấn vực nàng vào Kẻ đốt lửa Kẻ sắc xăm Người gọi đốc tờ tiếu tích Cũng chẳng ai để ý đến tôi tôi lên gác thay quần áo vì rét quá nên tôi lên giường chùm chăn thành thử ngủ lúc nào không hay tôi ngủ say quá khi tôi tỉnh dậy đã thấy ông huấn ngồi ở đầu giường tôi thấy chân tay rời rã nặng như chị tôi tưởng tôi ốm nhưng không phải chỉ vì tôi đói quá ông huấn sai người pha sữa cho tôi uống tôi hỏi chuyện mới biết thuần không hề gì cả chỉ vì quá sợ nên bây giờ còn hơi mệt mà thôi uống sữa xong tôi lại ngủ trong giấc mơ chỉ tiếc cái áo đẹp Mình mới được mặc nó có một lần Mà Hà Bá đã bóc lột mất của mình Sáng hôm sau Tôi sang thăm thuần Thì đã thấy cả nhà xúm xích ở quanh giường Nàng đắp chăn kín cả người Chỉ để hở cái đầu Thấy tôi vào nàng sẽ nhích mình Nằm xê vào một bên Rồi lấy mắt ra hiệu cho tôi ngồi xuống cạnh giường Tôi còn dùng dặn Thì nàng đã giơ tay Kéo tôi ngồi xuống Tối hôm qua em sang thăm anh Thế anh nằm thêm thiếp đi, em tưởng anh ốm, lo quá. Đốc tờ khám, bảo anh chỉ ngủ say, em cũng không tin. Sao thầy em nói anh đã dậy uống sữa em mới mừng? Tôi rất lấy làm lạ về chỗ mình ngủ say đến mức Doctor tờ vần mó vào người mình, mà cũng không hay. À, em nghe chị cả bảo anh mất áo phải không? Cả nhà thấy nàng xưng hô với tôi như thế, chẳng lấy làm ngạc nhiên. Nhưng tôi thì không hiểu làm sao lúc ấy, tôi lại thấy ngượng Hết Tết, nàng lại đi học như thường. Khi đi thi tốt nghiệp nàng đổ, cả nhà đều mừng. Riêng tôi cũng lấy làm thỏa mãn vì cái công tôi dạy nàng đã có kết quả. Tôi còn nhớ có một hôm tôi nói đùa. Thôi, nay mai vào trường sư phạm, rồi ra làm cô giáo. Lúc ấy thấy tôi chắc là không chào vì... Tôi vừa nói đến đấy thì bỗng nàng sầm mặt lại nói một cách rất nghiêm nghị. Anh xét tôi thế nào mà anh lại bảo tôi là con người như thế? tôi hoảng sợ vội chữa tôi nói đùa đấy cô giận tôi à nàng nhìn tôi một cách dịu dàng tôi không bao giờ giận anh mà cũng không bao giờ tôi có thể nghĩ đến sự giận anh anh có biết tại làm sao tôi đổ không cô học giỏi thì cô đổ nàng lắc đầu không phải vì có anh mà tôi đổ vì anh cố dạy tôi môn tính tôi mới đổ vì anh cố dạy tôi môn tính tôi mới đổ vì có anh nên ngày nay tôi mới còn sống để đi thi tôi đã quên rồi Anh có thể quên được Nhưng tôi thì tôi không bao giờ có thể quên được rằng Anh đã liệu mình để cứu tôi Tôi biết bơi Tôi chết đuối làm sao được Thế sao gọi là liệu mình Thế hôm ấy ở tàu thiếu gì người biết bơi Sao không ai cứu tôi cả Vì họ không quen biết cô Tôi rất lấy làm khó chịu Khi nghe nàng nhắc đến việc ấy Nên đánh trống lãng sang việc khác Thế cô phải cố học Để thi vào trường nữ sư phạm chứ Tôi muốn học nữa, nhưng thầy tôi bảo tôi tàn yếu lắm, ở nhà buôn bán, có anh ở đây, tôi muốn giỏi thì học thêm anh cũng thế. Thầy tôi bảo nghề giáo học vất vả lắm. Thôi, bây giờ cô đã đủ, cái chức trách tôi thế là xong rồi. Hết hè này tôi lại vào ở trường. Nàng nghe tôi nói thế, mặt bỗng tái không còn một hột máu, vội hỏi giật, anh nói thật hay nói dối? Nàng vừa nói, người nhõm dậy nắm lấy tay tôi, Ông đốc có hứa cho tôi lương Tôi phải vào chứ Bỏ lương làm sao được Thế anh ở đây thì việc gì còn cần lương Chả nhẽ tôi cứ làm phiền hai cụ mãi Bỏ thế phí Thế anh nhất định bỏ em anh đi thật sao Nàng nói xong khóc nước nở Tôi thấy nàng khóc Mà bỗng thấy hối hận Chẳng biết hối hận vì lẽ gì Tôi lấy tay vuốt tóc nàng âu yếm bảo Anh vào trường Chứ anh có đi đâu Nàng nghe tôi nói lại càng khóc to Tôi phải hứa với nàng Tôi không xin vào trường Nàng mới nín Nghỉ hè ấy Tôi lại xuống sinh từ Học võ cụ cử Một hôm đi về vì mệt quá Cứ để cả áo lên giường nằm Thì bỗng thấy thuần đẩy cửa chạy vào Thấy áo tôi đầy những mồ hôi Nàng gắt tôi ầm ỉ Nàng bắt tôi dậy thay áo Anh cứ thế Có khi cảm chết Chết thì chôn Nàng lấy tay Cũng vào trán tôi từ rầy cám anh không được nói gỡ mồm thế nghe không Nói thế mà chết được Thì chẳng hóa ra chết dễ lắm ư ừ. Nàng nói một giọng nũng nịu Anh muốn cho Thuần buồn phải không Tôi vừa cười vừa bảo Cô làm sao mà buồn Tôi thật không bao giờ muốn cho cô buồn cả Anh cứ gọi em bằng em Thì em mới bằng lòng cơ Rồi em bảo một cái hay lắm cho nghe Ừ Thì anh không muốn cho em bao giờ phải buồn Cái gì nói đi thầy mẹ em thấy em yếu mà ở hà nội nóng muốn cho em với thằng ân thằng ấn ra đồ sơn nghỉ mát nhưng đi một mình mà không có anh đi em không muốn đi thầy mẹ em già ngại đi xa mẹ em muốn nhờ anh đưa chúng em đi anh nhận lời nhé tôi chưa trả lời thì nàng đã ngồi xuống cạnh tôi nắm hai tay tôi mà bảo anh không nhận lời em giận đấy rồi em buồn cho mà xem chỉ có những cô gái ngây thơ Mới nói được những câu ngây thơ ấy Một cách nghiêm trang Khiến cho ai nghe thấy cũng phải cảm động Đi thì đi Nhưng anh sợ tốn cho hai cụ Nàng nghe nói mừng lắm Vội vàng chạy xuống nhà nói cho ông Huấn Bà Huấn biết rằng tôi đã bằng lòng Ân, ấn nghe nói được đi đồ sơn Vỗ tay reo mừng Bà Huấn trân trọng bảo tôi Quan nhà tôi và tôi thì dạ không đi được Mở cả còn phải ở nhà coi hàng Tôi muốn cho các cháu ra đồ sơn chơi giải trí Vì tôi xem con thuần đó yếu lắm Vậy cậu bằng lòng đưa các cháu đi hộ tôi Thì tôi chắc bụng lắm Không nghi ngại gì Cứ ở dưới ấy chơi Đến khi tôi cho người xuống đón hẳn về Bà Huấn dục tôi đi thu xếp quần áo Lại bảo cả con gái lên xếp giùm cho tôi Ông Huấn, bà Huấn ủy thác cô thuần cho tôi Mà không nghi ngại điều gì Vì ông bà yên trí Coi tôi như anh cô thuần mà chính lúc ấy Tôi cũng không ngờ rằng sau này Tôi lại đem lòng luyến ái cô Bằng một thứ tình khác tình anh em Cô Thuần lấy một cái vali to Trong đã xếp đầy quần áo của cô Lên buồn tôi Cô bảo tôi đưa chìa khóa Rồi cô lấy quần áo tôi xếp chung vào đấy Cầm đến mấy bộ quần áo tay trắng Đi học tôi vẫn mặc quần áo ta Để lâu không lạ nên nhầu hết Cô bèn quay lại mắng tôi một cách yêu thương Anh soàn xỉn lắm Quần áo đi chơi mà để nhầu như thế này ư Bây giờ phải bảo thằng xe Nó mang đi thợ giặt chứ Đến ngày kia đi Giặt sao cho kịp Kịp, nó cho thêm tiền thì kịp Rồi con quýt tôi bằng một cái quýt Mới dễ yêu làm sao Anh lộn thộm lắm Từ nay tôi phải trông coi quần áo cho anh mới được Không người ta thấy anh ăn mặc lôi thôi Người ta cười tôi Không trông nom cho anh Tôi nghe nàng nói Tôi nhìn nàng nhìn đóng quần áo mà tưởng chừng như mình có một cô em gái thật. Lúc sắp đi, bà Huấn gọi tôi xuống, đưa cho 300 đồng và dặn. Đây, cậu cầm tiền để chi phí cho các em. Như có thiếu thì viết giấy về, tôi sẽ gửi xuống. Cậu xem thế nào là phải thì cứ tiêu, muốn ở đâu thì ở. Tôi giao hết trách nhiệm cho cậu. Từ khi tôi may quần áo tay thì thằng Ân, thằng Ấn cũng may theo. Hôm ấy chúng mặc hai bộ quần áo lính thủy, trông khôi ngô lắm. Chỉ có u nuôi của Thuần đi theo chúng tôi Tôi còn nhớ hôm ấy Chính bà Huấn bảo tôi ngồi đằng sau xe với Thuần Mà bắt u em lên ngồi đằng trước với tài xế Chúng tôi ở nhà đi sớm Chưa ăn cơm Nên đến Hải Phòng thì vừa đói Thuần ngỏ ý muốn đổ lại Hải Phòng ăn cơm Và xem tỉnh nhân thủy Tôi gạt đi Đây cách đồ sơn hơn 20 số Xe chạy chỉ nửa giờ Chúng mình ăn cơm đồ sơn cũng vừa Ngày hôm nay chúng ta còn phải đi kiếm thuê một cái nhà Chứ ở khách sạn Tây thì đắt lắm Trùng trình ở đây thì tối Mai trở về phòng xem cũng được Anh nói có lý lắm Mẹ giao chúng em cho anh Là mẹ biết người lắm Mẹ Mẹ Nghe nàng nói mà tôi tưởng tôi là con bà huấn thật Chúng tôi thuê được một cái nhà lợp ngói chung quanh có vườn Lại quay mặt ra bể Nhà làm lối nửa tay nửa ta Nhà có ba gian Một gian là buồn Còn hai gian thông nhau Chủ nhà ở gian buồn Còn chúng tôi ở hai gian thông nhau Giường, bàn có sẵn Chỉ thiếu bàn gối Thì ở nhà đã mang theo đi Tôi nhờ chủ nhà nấu cơm cho chúng tôi ăn Và cho u em giúp đỡ sự nấu nướng Nhà này lát gạch sạch sẽ lắm Hai cái giường kê với nhau Một cái bàn để giữa hai cái tràng kỹ Giáp tường đối diện với cái bàn Có cái tủ áo đã cũ gian giữa thì có cửa thông ra ngoài gian bên thì có hai cửa sổ về đêm mở cửa sổ gió biển lùa vào mát lắm sáng hôm sau chúng tôi dậy thật sớm để đi xem bể lúc ấy trời hơi im gió mặt bể phẳng lì như một tấm thảm vườn rong mới hé mọc uể oải như còn ngái ngủ nhưng bóng lửa đã chói lòe một góc trời một bàn tay bí mật rắc những mảnh vàng xuống mặt bể một cơn gió thoảng những mảnh vàng ấy bỗng cử động rồi họp lại thành suối Tự chân trời chảy lại một vài con thuyền đánh cá nho nhỏ xinh xinh như bập bện trên suối lửa hàng đàn quả bể lượn đi lượn lại trong không trung những con chim ta không trông thấy ở trong bụi hót ríu rít khiến cho cảnh tượng đã huyền ảo lại thêm phần huyền bí thường một tay nắm vai tôi một tay trỏ con thuyền bảo tôi giá con thuyền kia nó cứ đi mãi về đằng đông nó chui qua rặng núi lửa kia Thì có lẽ đến đường lên trời đấy nhỉ Tôi vừa nhìn nàng vừa cười Có lẽ đến động thiên thai Ân ấn, ấn vội hỏi Động thiên thai là gì hở cậu Động thiên thai Là động thiên thai chứ còn là động gì Các em muốn nghe bảo cô kể cho nghe Cô không biết Vì cậu đã không biết Thì cô biết làm sao được Chúng tôi vừa đi Vừa nói chuyện phím Những chuyện giá người ngoài nghe Thì phải lấy làm bật cười vì nó ngớ ngẩn lắm nhưng nó rất thú vị đối với chúng tôi đến bãi cát tôi cho phép ân ấn đùa nghịch chúng chạy nhảy cười đùa ầm ĩ cái tuổi thanh đồng vô tư vô lự kia thật là cái tuổi sung sướng nhất trong đời người nhìn chúng nó tôi lại sực nghĩ đến cái đời thơ ấu của tôi thật là tôi đã phải chịu những sầu thương từ lúc lọt lòng mẹ nếu bảo rằng tạo hóa có luật thừa trừ thì có lẽ tạo hóa bắt tôi khổ sở trước để rồi đền bù cho tôi về sau này Mà đừng nói sau này Ngay bây giờ Tạo hóa chẳng đã dành riêng cho tôi phần lạc thú Cạnh ba người rất kính mến tôi rồi đó sao Thuần thấy tôi có vẻ nghĩ ngợi Muốn cho tôi hết buồn Liền rủ tôi chơi hú tim Tôi bằng lòng Rồi tôi chạy Tôi nhảy Tôi la Tôi cười Tưởng chừng như mình bé lại Ân ấn, ấn đuổi Thuần Thuần chạy thế nào bỗng đâm choạng vào người tôi Mất thăng bằng, Tôi ngã ngồi xuống trống cát Thuần cũng ngã lên lòng tôi Ân ấn sớm lại ngồi cả lên lòng Thuần Trước những cử chỉ thân mật Yêu thương ấy Trái tim khô héo của tôi Như nở nang ra vì sung sướng Tôi bớt giác giang cánh tay ra Ôm cả lấy ba người Rồi tôi hôn ân Rồi tôi hôn ấn Tôi lại hôn cả Thuần nữa Thuần thấy tôi hôn Cũng ôm lấy đầu tôi hôn Ân ấn, ấn thấy Thuần hôn tôi Cũng bắt trước Rồi cả ba đè tôi ra hôn như mưa lần ấy là lần đầu tiên tôi hôn thuần chẳng biết trong lòng thuần có những cảm giác gì chứ tôi hôn thuần thì tôi cũng thấy như hôn ân ấn vậy chúng tôi chơi đùa đến khi cơ thể nóng bừng mồ hôi ra nhễ nhại mới thôi mặt bể long lanh như xuôi người ta xuống dấn mình vào để giải cái oi bức thuần xin tôi anh cho chúng em xuống tắm nghe không ân ấn, ấn thấy nói đến tắm mừng rỡ múa lên Tôi bèn bảo Tắm thì phải có quần áo tắm Chúng mình có đâu Ân vội hỏi Thế sao cậu không mua cho chúng em Ở đây đâu có bán Phải ra hải phòng Chúng tôi về ăn cơm Ăn vội ăn vàng Rồi bảo tài xế đánh xe đi hải phòng Hôm ấy Thuần mặc áo màu sơn dương Vẫn tóc trần gầy cườm Trông đẹp và sang lắm Tôi chưa biết hải phòng bao giờ Nhưng bác tài thuộc đường Trước hết Chúng tôi ra sáu kho xem tàu bể Hôm ấy chỉ có hai chiếc tàu binh Thành thử không xin được phép lên xem Tàu to quá Mới đến thì nó lừng lửng ở trước mặt Khi quay về thì thấy sừng sừng ở sau lưng Ân ấn, ấn tò mò Cái gì cũng hỏi Hỏi mãi Chúng hỏi nhiều cái ngớ ngẩn Oái âm khiến tôi không trả lời được Tôi bèn gắt yêu Các em hỏi luôn Cậu trả lời không kịp Thôi để cậu nặng thêm ra mấy cái mồm nữa như ông ngáo á thì các em hết hỏi Ông ngáo Mặt ẩn ấn, ấn vẫn cứ hỏi Thường bèn vỗ vai cháu Hai cháu để cho cậu nghỉ một chút Rồi chốc nữa cậu lại giảng cho nghe Chứ chúng mày bắt cậu nói luôn thế Sái hàm rồi còn gì Nàng vừa nói Vừa rút khăn mùi xoa lau mấy giọt mồ hôi ở má tôi Xem sau kho xong Chúng tôi vào một hiệu tay Gần nhà thờ Mua mấy bộ quần áo tắm khi tôi trả tiền, bà đầm làm thu ngân vừa đếm tiền vừa hỏi tôi. Em ông đấy phải không? Không phải, đấy là bạn tôi. Tôi trông hai người sau này tốt đôi lắm. Câu nói ấy làm tôi nghĩ ngợi vẩn vơ và không hiểu tại sao làm cho tôi phải ngượng nghịu khi trông thấy thuần. Trong lòng tôi lúc ấy như sợ hãi thế nào mà cũng vì thế tôi không dám suồng xả với nàng như trước nữa. Sáng hôm sau, mới bảnh mắt Ân ấn, ấn đã xin đi tắm Tôi cho cả u em đi Để thay quần áo cho ân ấn, ấn Chúng tôi ở trong đã mặc quần áo tắm Nên đến bể thì cởi các quần áo ngoài ra Duy Thuần thì chỉ cởi áo dài thôi Mặc dù bên trong đã có mặc quần áo tắm Dạ chưa có lời nói cô đầm làm cho tôi ngượng nghịu Thì có lẽ tôi đã khuyên nàng cởi hết quần áo ngoài Để tắm cho tiện Mà tôi bảo thì thế nào nàng cũng nghe nhưng lần này chẳng những tôi không dám khuyên, chính tôi cũng không dám nhìn nữa. xuống đến nước, ân ấn, ấn cứ bám chặt lấy tôi, bắt tôi dậy bơi. thường trước còn bẽn lẽn, sau cũng đùa nghịch tập bơi với ân ấn, ấn. tôi còn nhớ ba người chống tay xuống cát, chân đạp nước bắn tóe cả lên đầu tóc tôi. tôi cấm ba người không được ra xa bờ, sợ nhỡ có sóng giật bị cuốn đi. còn tôi thì bơi ra thật xa. thuận thấy tôi xa quá vậy tây bảo tôi vào không biết lúc ấy tôi nghĩ thế nào tôi lại nổi lên cái ý kiến muốn triêu thuần có lẽ sự sợ hãi của nàng dội vào lòng tôi làm cho tôi vui sướng sự sợ hãi nó làm tỏ rõ tấm lòng thiết tha của nàng đối với tôi tôi giả vờ lặng lặng như người bị sóng cuốn rồi tôi sẽ ngập xuống lại sẽ nhô lên như người bị chết đuối thật thuần ở trên bờ kêu gọi thớt thanh nhô lên nghe thấy tiếng nàng kêu Tôi lấy làm sung sướng quá Rồi bóng chẳng nghĩ gì nữa Tôi tự để cho luồng cảm giác sung sướng lôi đi Tôi sải vào bờ như bay Thuận ôm chầm lấy tôi Gớm, làm em sợ quá Rồi nàng lấy tay phát vào vai tôi đen đét Tôi chạy trốn để khỏi bị đánh Nàng đuổi theo Tôi ngập xuống Đến khi tôi nhô lên thì vướng phải nàng Thành thử tôi cong kênh nàng lên Nàng nắm tóc tôi cười rũ rượi Da đùi nàng áp vào cổ tôi khiến cho cổ tôi như bị bỏng. Không biết trạng thái tâm lý của lòng người nó ra thế nào, mà vừa lúc trước đây tôi cậu mong được đến gần nàng để được sung sướng. Bây giờ gần tôi, tôi lại đang hoảng sợ. Tôi vội vàng lặng ngay xuống, tưởng chừng chỉ có làn nước đè lên mới có thể bảo vệ và đem lại sự yên tĩnh cho mình. Tôi lặng đi thật xa. Lúc tôi ngồi đầu lên thì thấy Thuận đang sặc nước. Tôi lại thương hại, bơi lại gần, Lần này nàng bám chặt lấy tôi bắt đền Anh làm em uống phải ngụm nước Mặn quá Bắt đền đấy Ướt hết cả tóc rồi đây này Giọng nói và điệu bộ nũng nịu Làm cho tôi sung sướng quá Khiến tôi lại muốn cho nàng uống phải ngụm nước nữa Để bắt đền tôi một lần nữa Sóng hơi to Chúng tôi lên bờ Chờ lúc sóng thụt xuống chạy đuổi theo Trông thấy hai bàn chân nõn nà dẫm lên cát mà mỗi khi sóng đánh vào rửa sạch lại làm cho nõn nạ thêm tôi bỗng nổi lên cái ý muốn ôm lấy bàn chân ấy mà hôn nhưng không dám táo bạo đến như thế tôi liền nằm lăn trên những dấu cát mà bàn chân nàng đã in hình lên nàng lại làm tưởng tôi ngã vội vàng chạy lại đỡ tôi dậy tôi thừa lúc ấy đặt đầu lên đùi nàng nàng cũng để yên chỉ sẽ lấy tay phủi những hộp cát dính ở mặt tôi cái con u em ngu dốt đứng đằng xa thấy thế lại tưởng xảy ra tai nạn vội vàng chạy lại bóng nó như cơn gió xua đuổi hết những cảm giác khoái trá đang tràn ngập tâm hồn tôi rồi làm cho tôi bẽn lẽn rồi làm cho tôi tức giận tức giận đối với tôi tôi vội vàng chòm dậy du mạnh nàng ra nhưng thoáng trông thấy một vẻ ngơ ngác gây ra bởi sự không hiểu hiện trên mặt nàng tôi lại vội chữa đố em đuổi được anh nữa đấy vẻ ngơ ngác liền biến đi để nhường chỗ cho vui mừng vì nàng tưởng tôi đùa nhưng nhỡ tay đùa mạnh nàng gọi ân ấn rồi ba người cùng đuổi tôi bãi bể phang những tiếng cười những lần sau ra tắm nàng cởi hết quần áo ngoài chỉ mặc một cái con bi nai dòng đen màu len đen lại làm tôn sắc trắng của thịt nhưng kỳ quái làm sao tôi không dám nhìn mà từ đấy tắm tôi cũng tắm xa không dám lại gần nàng nữa Tuy vậy, không muốn gần mà lại bắt buộc phải gần. Những việc còn con xảy ra ở đời phải chăng là ông trời đã cố ý xếp đặt từ trước để triêu ghẹo lòng người. Nàng đang chạy bỗng trượt chân ngã xuống cát, chạm phải sỏi, da sức chảy máu. Nàng thấy máu hét lên, tôi hết cả ngựa nghịu, ù chạy lại. Tôi nắm lấy đùi nàng, tôi nặng cho ra máu, rồi tôi té nước bể lên. Nước bể mặn, nàng thấy xót kêu đau nhăn cả mặt. Chịu khó xót một tí Thì nó khỏi Nhưng đau lắm Em không chịu được Nàng nói xong ngã đầu vào vai tôi Tôi không dám cửa cậy Lúc ấy trong người tôi có những cảm giác trái ngược Vừa khó chịu Vừa vui thích Càng khó chịu bao nhiêu Càng vui thích bấy nhiêu Ẩn ấn, ấn thấy chúng tôi ngồi yên trên bờ Không xuống tắm điều gọi Chúng tôi mặc Chúng tôi cứ ngồi yên Gọi không xuống Chúng nó lại gần lấy nước té nàng lại ôm chặt lấy tôi, giấu mặt ra sau lưng. Mỗi khi hai tay nàng ghi lấy tôi, người tôi như phát sốt, phát rét, một thứ sốt rét kỳ quái, làm cho tôi mát ruột hởi lòng làm sao. Thành thử tôi cứ ngồi yên, để chúng nó té. Té mãi, chúng tôi cũng chẳng xuống, chúng liền chạy lại. Thằng ân ngồi lên lòng tôi, thằng ấn ngồi lên lòng nàng, thằng ân với tay nàng, quàng vào cổ nó, mà thằng ấn duỗi tay sang quàng lấy cổ tôi. Trên bãi bể hôm ấy, thật đã có một bức ảnh thần tiên tạo nên bởi cái tình ngây thơ của bốn chúng tôi. Chúng tôi ôm nhau, nhìn ra mặt bể, nhìn ra chân trời. Mỗi khi làn sóng đánh vào, làm cho chúng tôi bị nước ngập đến bụng, chúng tôi cùng cười rủ rượi. Đến khi làn sóng lui ra, chúng tôi ngồi trơ trên cát, chúng tôi cũng lại cười. Chúng tôi chỉ chờ bắt lấy những cơ hội còn con để cười, để vui, để sống, thì ra những cơ hội để sung sướng của con người ta cũng không phải là hiếm có ở đời. Chỉ tại lòng mình có sẵn sàng điều kiện để đón tiếp lấy sự sung sướng hay không. Hai tháng tôi ở Đồ Sơn là hai tháng mà cơ hội sung sướng như bao giờ cũng rình ở bên mình tôi. Đời bao giờ tôi cần đến là ló đầu ra. Chẳng bù với hồi nào, chung quanh mình tôi như bao vây bởi sầu não, nhục nhằn càng nghĩ thế tôi lại càng thêm lòng yêu thuần yêu ân yêu ấn yêu ông bà huấn yêu mợ cả là những người đã đem lại cho đời tôi những phút vui trầm ấm của ngày nay tôi đương là thằng bé bị gia đình hớt hủi thì ở đây người ta lại âu yếm tôi tôi đương là đứa con mồ côi bị mẹ già đầy ải thì ở đây người ta lại tin cẩn tôi các anh các chị ở nhà tôi coi tôi như cái gai trước mắt thì ở đây ân ấn và thuần phải cần có tôi mới được vui chỉ có thể vui với tôi thôi tôi đang thiếu yêu thương người ta đem lại cho tôi yêu thương tôi đang cần được an ủi người ta lại đem cho tôi hạnh phúc tôi đang sống trong sự thiếu thốn thì người ta nâng tôi lên chỗ dư dật tôi đang bị bao vây bởi khinh bỉ người ta đem lại cho tôi kính trọng bất cứ một việc gì xảy ra là chúng tôi cũng túm lấy để vui cười để sung sướng Thằng ấn ngã, sung sướng vì đó là dịp để chúng tôi chế giễu nó, để giảng luân lý về đức cẩn thận cho nó nghe và bắt nó hôn tôi với thuần. Mỗi khi nó hôn thuần rồi hôn tôi thì tôi lại tưởng chừng như là được thuần hôn vì môi nó nóng hổi những hương vị của da thịt thuần. Nồi cơm khê thì lại một dịp chúng tôi rút thăm để xem ai phải ăn cháy khê. Một cái bát vỡ thì lại một dịp để chúng tôi ẩn tù tì xem ai phải nhặt mảnh bát đem vất đi. Tôi còn nhớ một đêm không biết tại sao vỡ cái chén Oán tù tì Thì thằng ấn phải đem đi vất Nhưng đêm ấy trời tối Nó lại sợ ma Nó nhờ tôi Cậu đưa con đi Không con sợ lắm Tôi dắt nó ra Thuần thấy tôi ra cũng ra theo Thằng ân ngồi trong nhà một mình Đâm sợ ra theo nốt Chúng tôi mò ra cổng Thuần ôm lưng tôi Mà ân ấn thì bám lấy quần chúng tôi nhằn nhẫn Lâu lâu tôi lại giả vờ làm ma hú lên một tiếng cho thuần ôm chặt lấy tôi để cho ân ấn vừa ôm chúng tôi vừa cười khúc khích những cây phi lao bị gió đêm thổi vù vù một cớ để cho chúng tôi nắm chặt tay nhau lặng im nghe lặng im nghe cái âm nhạc yêu đương của trái tim đang rộn ràng ở trong ngực chúng tôi thì đã bảo một con sâu một con nhện cũng có thể làm cho chúng tôi cực kỳ sung sướng tính thuần rất sợ sâu Thằng ân biết thế lại hay trêu Bắt được con sâu nào Là nó rình đêm bày ra trước mặt Thuần Hay để vào áo Thuần sợ hãi hét lên Rồi chạy lại ôm tôi Bác tôi vớt đi hộ Rồi Thuần đuổi ân Ân chạy khắp nhà Thuần đuổi mệt nhoài không bắt được Lại ngồi xuống cạnh tôi làm nũng Thằng ranh ấy nó như con khỉ Em chịu không bắt được Anh bắt nó cho em Nàng lại nắm tay tôi để lên ngực nàng Anh xem em đuổi nó mệt quá Mồ hôi nhiều quá một cớ để tôi cầm cái quạt quạt cho nàng và lấy khăn tay lao mặt tôi quạt nàng ngồi yên để tôi hầu ngây ngớt vì sung sướng sung sướng vì được yêu đương tôn thờ bởi người mà mình cũng yêu đương tôn thờ sáng trăng chúng tôi đi chơi trăng vui với trăng mà đêm tối thì chúng tôi ở nhà hú hí vui cùng đêm tối sáng tối hay gì gì chúng tôi cũng đều vui vẻ và sung sướng cả chúng tôi vui với mây bay gió thổi, vui với lá rụng, vui với sóng reo, vui với người đi qua, vui với con chim hót. Chúng tôi được hít không khí trong sạch, không phải hít bụi khói ở cái rừng người mà người ta gọi là Hà Nội. Còn mắt chúng tôi được nhìn những cảnh tượng thiên nhiên, đẹp đẽ bao la của trời đất, chứ không phải buộc mình nhìn những tường vôi mái ngói mà người ta ca tụng là những công trình kiến trúc vĩ đại của đất Thăng Long. Chúng tôi được nghe những tiếng sóng vỗ, cây reo, chim hót chứ không phải bắt buộc nghe những tiếng còi tàu còi ô tô inh ỏi những tiếng xe cộ rộn ràng nó là biểu hiện của những cuộc sinh hoạt huyên náo sầm uất nhưng vô vị vì chẳng nói gì với linh hồn ta chúng tôi được chạy nhảy vui cười ở trong một cảnh vật mênh mông chứ không phải giam mình cả ngày ở những cái hang chuột mà người ta gọi là nhà là buồn vì thế chúng tôi thấy cơ thể được khang kiện và tinh thần phấn chấn bội phần ân ấn, ấn thì béo ra, đã có máu mặt, thuần thì hai má đỏ hay hay, đi đứng đã thấy mạnh dạng, chứ không còn cái vẻ gió thổi bay như trước nữa. Ông Huấn, bà Huấn mở cả thấy chúng tôi về, mừng như bác được của, lại thấy chúng tôi mạnh khỏe nên càng mừng. Bà Huấn đon đã buồn vã. Các con đi chơi bể có vui không? Mẹ ở nhà mê nhớ quá. Lúc ấy tôi tưởng chừng như tôi là con bà thật, mà chính bà cũng có cái cảm giác ấy. Thuận nghe mẹ nói thế Liền tủm tỉm cười Mẹ cứ hỏi anh con xem Con có nhớ mẹ không?